Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 112. Trong ngực Hạ Nhược Tuyết ôm chặt lấy Diệp Thần. Nàng rơi lệ. Thật xin lỗi. Nàng hy vọng trao đổi là mình, mà không phải là Kỷ Tư Thanh. Mấy giây sau đó, Diệp Thần cúi đầu, lấy tay lau sạch Hạ Nhược Tuyết nước mắt, cười nói, đứa nhỏ ngốc, có cái gì tốt nói có lỗi với. Thiên địa lớn, Hạ Linh Thu trốn không xa. Ta sẽ tìm được Hạ Linh Thu. Ta sẽ cứu ra Kỷ Tư Thanh. Ta sẽ để cho Hạ Linh Thu rõ ràng, đắc tội ta Diệp Thần, kết quả sẽ trả giá nào. Ta sẽ đạp bể tim nàng, đưa nàng nhập suối vàng. Hạ Nhược Tuyết trong mắt ngưng tụ, tự trách ý biến thành kiên quyết. Nàng âm thầm thề, chỉ có tu luyện tới cao nhất cảnh, mới sẽ không giống hôm nay như vậy chật vật. Nàng từ Diệp Thần trong ngực tránh ra khỏi, con người nhìn về phía thương khung tính ta một người. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết nghĩ tới điều gì, chợt hướng một phương hướng đi. Nàng như muốn mau sớm tu luyện và đột phá, phải tiếp lấy khối kia thần bí đá. Diệp Thần, người chờ chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần không có ngăn trở, gật đầu yên lặng. Rất nhanh, Băng Kiếm Thánh Vương và Bạch Trấn Đường các người rơi xuống. Băng Kiếm Thánh Vương lắc đầu một cái, tiếc nuối nói, đồ nhi, là ta sai. Ta không có coi là đến Hạ Linh Thu lại nắm giữ như vậy pháp bảo. Ngươi nếu như muốn trách cứ vi sư, liền trách cứ đi. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, thương khung biến sắc. Một cổ cực hạn uy áp phun trào. Đó là, thiên đạo lực lượng. Luân hồi mộ địa phong thanh dương trên mặt đại biến, không tốt, đồ nhi, người mới vừa rồi vận dụng huyền bia lực lượng cùng với xích trần thần mạch, thiên đạo cung phát hiện. Một phút trước, thần quốc thiên đạo cung. Thần long bàn nằm, khí thế bức người. Trên thần long người đàn ông tản ra cực kỳ cường đại thiên địa uy thế. Đột nhiên, thiên đạo cung chấn động. Lần này chấn động đặc biệt là mãnh liệt. Vậy trên đại điện treo một đạo đồ sộ xem cũng gãy lìa một ngón tay. Thần long và người đàn ông bỗng nhiên mở mắt ra, hai miệng đồng thanh, luân hồi huyền bi. Nam ngón tay người bắt pháp quyết, vung tay lên, một bức họa mặt bỗng nhiên xuất hiện. Đó chính là linh tiên đế cung phát sinh một màn. Chỉ là, bởi vì Diệp Thần vận mạng tính đặc thù, trên thần long người đàn ông thấy hình ảnh là mơ hồ. Cố nhiên như vậy, người đàn ông vẫn cười. Thằng nhóc kia rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Ta chờ chính là ngày này. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi thiên tân vạn khổ bố trí. Hôm nay, ta liền muốn thằng nhóc kia bàn cờ, hoàn toàn vỡ vụn. Dứt lời, thiên đạo cung đền, trận pháp phun trào. Diệt thế hơi thở bùng nổ. Thần long người đàn ông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần tồn tại, đã để cho hắn cảm thấy sức uy hiếp. Hắn phái người thiết lập thiên đạo trận pháp. Muốn mượn dùng cường đại thiên đạo lực, đem thần bí kia tiểu tử chu diệt. Nắm trong tay luân hồi huyền bi thì như thế nào? Chỉ cần không có nắm trong tay 10 khối, như thế nào dung chuyển thần quốc thiên đạo cung? Linh tiên đế cung bên trên, mây đen dày đặc. Tựa như ngày tận thế hạ xuống. Băng kiếm thánh vương thần sắc ngưng trọng, đồ nhi, đáng chết. Đây không phải là giống vậy lực lượng. Đây là thiên đạo trận pháp lực. Ở linh võ đại lục trên lịch sử, chỉ hạ xuống qua 4 lần. Dùng lực lượng này chu diệt tinh khiếu cảnh ngươi, thần quốc thiên đạo cung sợ là điên rồi sao? Lời nói xong, băng kiếm thánh vương không do dự nữa, bước ra 10 giọt máu tươi. Hắn thành tựu Diệp Thần sư tôn, bất kể như thế nào, cũng phải giúp Diệp Thần chặn một kích này. Hắn biết Diệp Thần trên mình thừa tái cái gì? Trên bầu trời mây đen tựa như hình thành một đạo cực hạn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, chậm rãi hạ xuống một chuôi diệt thế kiếm. Cái này diệt thế kiếm, sấm sét vần quanh. Quang sấm sét ý, liền vượt xa thái hư. Kiếm kia lực lượng, thậm chí càng kinh khủng hơn. Kiếm chung quanh, thậm chí đem không gian vô tình biến dạng và tan vỡ. Ai có thể nghĩ tới? Cao cao tại thượng thiên đạo cung lại tốn giá cao như vậy chu diệt một cái tinh khiếu cảnh thanh niên. Không thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt tức thì. Diệt thế kiếm mang theo vạn quân sấm sét trực tiếp hạ xuống. Không có bất kỳ do dự. Thiên đạo cung muốn giết Diệp Thần, không muốn lại cùng một giây. Băng kiếm thánh vương thần sắc ngưng trọng,
hắn chợt nhìn về phía Diệp thần, đi mau. Kiếm này phong tỏa ngươi, ta toàn bộ lực lượng chỉ có thể tạm hoãn. Đi mau. Nói xong, băng kiếm thánh vương hướng thương khung vượt đi. Giờ khắc này, hắn hơi thở bỗng nhiên tăng vọt. Thậm chí thân thể truyền đến đột phá hơi thở. Hắn muốn bước vào thái hư cảnh. Vốn là băng kiếm thánh vương muốn ổn một ít bước vào thái hư, nhưng là bây giờ nhìn lại, do không được hắn cân nhắc. Băng kiếm máu tươi cháy, bỗng nhiên hình thành một đạo băng xương kiếm to. Băng xương kiếm to tựa như ngàn trượng, xông thẳng tới chân trời. Và vậy diệt thế kiếm đụng chạm. Một giây, hai giây, năng lượng phun trào. Băng xương kiếm to trực tiếp vỡ vụn. Băng kiếm thánh vương thân thể vậy bay ra ngoài. Huyền Nguyệt Tông Bạch Trấn Đường các người cũng là mặt liền biến sắc, bọn họ thực lực không địch lại băng kiếm thánh vương. Nhưng vẫn là không chùn bước hướng diệt thế kiếm phóng tới. Nhưng mà, còn chưa đến gần, liền bị chấn động bay. Rơi xuống đất, bị trọng thương. Mấy người trong mắt tràn đầy không giúp. Diệp thần không có đi. Bởi vì hắn biết, không đi được. Hắn chỉ có thể toàn lực kích hoạt xích trần thần mạch. Thậm chí không tiếc cháy máu tươi và tu vi. Diệt thế kiếm to càng ngày càng gần. Diệp thần quần áo bị biến dạng. Máu tươi phun trào. Kích hoạt xích trần thần mạch vẫn không dùng. Lực lượng này đã vượt qua hắn cực hạn. Mắt xem diệt thế kiếm liền phải chiếm đoạt Diệp thần. Diệp thần đột nhiên cảm ngộ được cái gì? Hét lớn một tiếng. Lăng phong thần mạch, vậy cho ta mở ra. Gió lớn phun trào. Mặt đất một đạo trăm trượng màu xanh ra trời gió lốc xuất hiện. Diệp thần ở gió bão mắt, đối kháng lực lượng kia. Đáng tiếc, màu xanh ra trời gió lốc chỉ bất quá trệ chậm diệt thế kiếm mấy giây. Vẫn là biến mất. Diệp thần thương tích quá nặng, mới vừa mở xích trần thần mạch, hiện tại lại mở lăng phong thần mạch, căn bản không được. Đan điền linh lực khô kiệt. Muốn chết phải không? Ta còn không tìm được Hạ Linh Thu. Ta làm sao có thể chết? Diệp thần trong mắt bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh muốn. Nhưng là hiện tại tinh khiếu cảnh hắn, như thế nào cùng thiên đấu à? Hắn trơ mắt nhìn diệt thế kiếm hướng hắn cắn nuốt. Ngay tại muốn đụng chạm nháy mắt, một giọng già nua vang lên. Thiên đạo cung, Diệp thần là cái này thiên cổ cuộc cờ duy nhất biến số, ta vĩnh hằng thánh vương không cho phép ngươi động hắn. Một giọng già nua chắn Diệp thần trước mặt. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương trong tay bầu hồ lô bỗng nhiên phóng đại, mưu toan chiếm đoạt vậy diệt thế kiếm. Nhưng mà, hai cổ lực lượng rằng có mấy giây. Bầu hồ lô tại chỗ biến dạng. Vĩnh Hằng Thánh Vương khóe miệng xuất hiện một chút máu tươi. Vĩnh Lão, Diệp Thần lo lắng nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương đưa tay ra, nghiêm túc mở miệng nói, ma đế, ta một người chống lại không? Duy nhất phương án. Chính là ta đột phá chém ách cảnh, dẫn động ách sấm, sau đó ta phá vỡ không gian trói buộc, liên thông ngươi ma tộc địa giới. Tiếp theo, chỉ có ngươi ra tay. Ma tộc địa giới ở giữa lực lượng, là ngươi năm đó chồng, có thể chống lại cái này diệt thế kiếm. Người ta đều phải trả giá thật lớn, mới có thể cứu thằng nhóc kia. Diệp thần hơi ngẩn ra, Vĩnh Lão lời này không phải là đối hắn nói, là đối với hắn mi tâm ma đế. Khoảnh khắc gian, ma khí cuồn cuộn, ấn đường đau nhói. Một tôn ma khí ngưng tụ bóng người xuất hiện. Chính là ma đế. Ma đế hai tay chắp sau lưng, nhìn một cái thương khung. Có chút không cam lòng, có chút tiếc nuối. Nhưng càng nhiều là một loại không sợ hết thảy lăng nhiên. Đó là ma đế tôn trạng thái. Đáng tiếc, hắn thân xác ngưng tụ mau thành công, nếu như hôm nay trợ giúp Diệp thần, có thể sẽ công dã tràng. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn bước ra bước này. Được, hôm nay, ta coi như mất hết thảy, cũng phải thiệt hại nặng thiên đạo cung. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười, xông lên trời. Đột phá hơi thở phun trào. Áp chế không biết bao nhiêu năm chém ách cảnh, mở. Thiên địa biến dạng. Ách sấm hạ xuống. Cái này ách sấm đủ để chống lại thiên đạo lực. Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt trắng bệch, năm ngón tay một tấm, lại xé ra một phiến hư không. Là khác một mảnh không gian. Nơi đó phun trào ra ma khí, nơi đó giống như địa ngục. Đó là quân ma Trần chấp trưởng ma tộc. Đã từng ma đế bảo vệ đại lục. Linh võ đại lục rất nhiều võ giả nghe tiếng sợ vỡ mật ma vực.
hắn nhìn một cái ma đế, đến ngươi. Ma đế một chỉ điểm ra, thả ra không sợ thiên địa khí thế. Một đạo thông thiên ma trụ tựa như chuyển kiếp thời không. Vậy khác một mảnh không gian, linh võ đại lục ma vực nghênh đón chấn động. Chỉ vì là ngày xưa ma đế trở về. Ma đế mượn ma vực lực, ngay tức thì đem vĩnh hằng thánh vương Ách Sấm phóng đại. Ách Sấm hướng diệt thế kiếm va chạm đi. Trên bầu trời, cực hạn năng lượng rằng co không nghỉ. Cuối cùng toàn bộ biến dạng. Cuồng bạo khí lưu lật hết thảy, vĩnh hằng thánh vương phun ra một ngụm máu tươi. Té hướng vậy hư không trong vết rách ma tộc địa giới. Quân ma trần địa bàn. Mà Diệp Thần cũng là bị tung bay, hoàn toàn hôn mê. Thân thể cũng là rơi xuống ma tộc địa giới. Đồng thời, thiên đạo cung. Vậy cổ xưa trận bàn toàn bộ vỡ vụn. Trên thần long người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tức giận, hắn trắng bệch, hắn gầm thét, hắn sợ hãi. Bởi vì hắn xác định một cái bí mật lớn bằng trời. Làm sao có thể, ma đế lại không có chết. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi lại và ma đế trao đổi ma tộc vùng đất cấm kỵ trận pháp. Phá ta diệt thế kiếm. Các ngươi đáng chết. Các ngươi lại có thể tình nguyện bỏ ra giá cao như vậy, chỉ vì bảo vệ một tên tiểu tử thúi. Viêm Thiên Long Thần, ngươi nên ra tay. Ngưng tụ hư ảnh, biến dạng hư không, ta muốn tất cả mọi người bọn họ chết. Thiên Đạo Cung cung chủ hoàn toàn nổi giận. Thậm chí vận dụng Viêm Thiên Long Thần. Viêm Thiên Long Thần trong mắt mở ra, không nói nhảm nữa, hóa thành một đạo hư ảnh, biến dạng hư không. Hướng ma tộc đi. Hắn lực lượng, đủ để tan vỡ hết thảy. Nếu như hạ xuống, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Ma Đế, Diệp Thần, đều phải chết. Mà ngay lúc này, vậy cổ xưa lại huyền diệu cửu thiên thần Long Điện. Một đầu đỏ thấm tia máu thần Long đột nhiên mở mắt ra. Hắn trên người có ngút trời máu ý. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này thần Long chính là mất tích huyết Long. Ở giữa thiên địa, truyền tới một đạo chín tầng trời Long ngâm. Huyết Long biến dạng cửu thiên thần Long Điện chỗ rách, giống vậy xuất hiện ở ma tộc bầu trời. Hai con thần Long xuất hiện, lại để cho thương khung mơ hồ văng tung tóe. Viêm Thiên Long Thần dừng lại. Hắn ngưng mắt nhìn trước mặt huyết Long. Hắn cảm thấy cực hạn uy hiếp. Hắn lên tiếng, ngươi chắc là cửu thiên thần Long Điện vị kia. Ngươi có biết ta ở cửu thiên thần Long Điện thân phận? Ngươi ngăn ở ta trước người, có biết là cái gì giá phải trả? Ta một câu nói, liền có thể hủy diệt ngươi hết thảy. Để cho cửu thiên thần Long Điện không có ngươi chỗ dung thân. Nhưng mà, huyết Long trong mắt cực kỳ lạnh như băng. Không nói một lời. Đó là một loại vô cùng tức giận. Căm giận ngút trời. Một giây kế tiếp, huyết Long dương ra miệng khổng lồ, đầy trời máu y phóng lên cao. Hắn sau lưng trôi lơ lửng ra bách thú hư ảnh. Trầm thấp mà vừa giận gầm thét vang khắp thương khung. Ngươi như động hắn, thiên đạo cung và cửu thiên thần Long Điện, đều phải là hắn chôn theo. Máu là thương khung. Hai con Long ảnh mang cực kỳ kinh khủng lực lượng, va chạm. Quấn quýt. Ngày này, không riêng gì linh võ đại lục ngày tận thế. Lại là thần quốc ngày tận thế. Ngày này, Long ngâm vang dội cả thế giới. Hai đạo cực hạn quang giống như ngày tháng. Nhưng mà, không có ai biết, ngày này, trên bầu trời rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vậy Long ngâm lại là thừa tái như thế nào tức giận? Ba ngày sau, ma tộc biên giới, linh võ đại lục và ma vực chỗ giáp giới, ma thiên thành. Một đạo thân ảnh gầy gò sắc mặt lại tái nhợt thanh niên xuất hiện. Cái này người thanh niên chính là Diệp Thần. Ba ngày trước hình ảnh, ở Diệp Thần trong đầu không ngừng thoáng qua. Hắn hiện tại bị thương rất nặng. Nếu như không có ma đế và vĩnh hằng thánh vương ra tay, sợ rằng hắn đã sớm bỏ mình. Làm Diệp Thần một tỉnh lại, liền thời gian đầu tiên câu thông mi tâm ma đế. Nhưng mà, không có động tĩnh chút nào. Diệp Thần nhớ lại vĩnh hằng thánh vương và ma đế mà nói, chẳng lẽ ma đế vì mình, hoàn toàn biến mất. Cũng may, trước đây không lâu, Diệp Thần cảm nhận được một chút yếu ớt liên lạc. Chỉ tiếc ma đế không có ma khí, không cách nào thức tỉnh. Hắn phải tìm được một nơi, có vô tận ma khí, có thể thức tỉnh ma đế. Hiện tại phải tiến vào ma tộc.
Diệp Thần trong lòng dấy lên kinh thiên lửa, nhưng là rất nhanh lại tắt. Hiện tại hắn thực lực, như thế nào dung chuyển thiên đạo cung? Hết thảy cũng quá mức xa xôi. Câu thông ma đế không có kết quả, Diệp Thần lại thử nghiệm tìm Vĩnh Hằng Thánh Vương. Ở hắn trong trí nhớ, Vĩnh Hằng Thánh Vương bị thương rơi vào ma tộc địa giới. Nhưng mà, hắn phát hiện ma tộc địa giới, cực kỳ xâm nghiêm. Muốn đi vào ma tộc cực kỳ khó khăn. Dù là hắn khôi phục đỉnh cấp thực lực vậy không nhất định. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì ma tộc địa giới xuống lực lượng. Bây giờ Diệp Thần, thương thế không hết bệnh, muốn xông vào căn bản không có thể. Nhất đến gần ma tộc biên giới Thiên Ma Thành, trở thành Diệp Thần hy vọng nguồn. Hắn phải tiến vào ma tộc. Thiên Ma Thành mặc dù coi là linh võ đại lục và ma tộc tiếp giáp thành phố, nhưng bên trong phần lớn đều là ma tộc, cũng có một ít người tộc rộn ràng. Diệp Thần tiến vào Thiên Ma trong thành, tìm được một cái khách sạn trước ở lầu một có chuyên môn tử lầu. Một số võ giả đặc biệt ở bên trong uống rượu, ma tộc và nhân tộc trên bản chất không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá người của ma tộc, tràn ngập ma khí, tu luyện ma tộc công pháp, giữa hai người hơi thở có rõ ràng khác biệt. Diệp Thần ngồi ở tử lầu một nơi trong góc mặt, đầu đội nón lá, mặc quần áo trắng. Một số võ giả châu đầu ghé tai, vừa nói Thiên Ma Thành sự việc, Diệp Thần bén nhạy nghe gặp, ma vực võ giả hai ngày sau muốn mời thu luyện đan sư. Cái này làm cho Diệp Thần phát hiện một cái cơ hội, có thể giả dạng làm luyện đan sư lẫn vào đến ma vực bên trong. Trước đây, Diệp Thần đối với luyện đan ngược lại là không có quá để tâm, nhưng là nếu đây là tiến vào ma tộc đường tắt duy nhất. Hắn liền lợi dụng hai ngày thời gian khổ tu luyện đan. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, cái tính khí kia cổ quái thương cổ y thần, ngược lại là thất lạc một bản cổ tịch cho hắn. Thằng nhóc, người đừng suy nghĩ nhiều, ta là chân thực không nhìn nổi ngươi rác rưởi kia thuật luyện đan, cái này bản so rác rưởi khá một chút đan pháp. Sẽ đưa cho ngươi, tránh cho ta lại chịu đủ tàn phá. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hắn biết thương cổ y thần vẫn là thay đổi một chút. Cố nhiên chỉ là một chút, nhưng đã rất khá. Hoặc giả là ba ngày trước sự việc, để cho cái này lão đầu ngoan cố thay đổi một ít ý tưởng. Hai ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần đi tới phủ thành chủ, cầm đầu hộ vệ đơn giản hỏi thăm một chút. Nghe nói Diệp Thần là luyện đan sư. Rất nhanh liền để cho nó thông qua. Cái này hai ngày ma tộc thu nhận luyện đan sư đã không phải là bí mật, có một ít luyện đan sư sẽ đặc biệt đi tới phủ thành chủ. Diệp Thần bị hộ vệ dẫn, đi tới phủ thành chủ đại điện, một bước vào bên trong, phát hiện đã có 6 vị luyện đan sư đang đợi. Tùy ý nhìn lướt qua, nhưng không có để ý, một mình tìm được một nơi cái ghế ngồi xuống. Rất nhanh lại nửa canh giờ trôi qua. Diệp Thần phát hiện một người đàn ông trung niên tới đến đại điện bên trong. Ở người đàn ông trung niên bên cạnh còn có 3 tên ma tộc võ giả, mặc dù tu vi không cao, nhưng là đối với thành chủ nhưng không có chút nào cung kính. Chỉ vì là hắn là tôn quý lại bất phàm luyện đan sư. Lần này ma tộc thu nhận luyện đan sư, bất quá chỉ thu nhận 6 tên. Người đàn ông trung niên vừa mở miệng, đang ngồi luyện đan sư nhìn nhau xem. Bên trong sân hiện tại có 7 tên luyện đan sư, ý kiến chính là muốn từ bọn họ bên trong đào thải một vị. Tại chỗ luyện đan sư không có mở miệng, có thể đứng ở chỗ này, khẳng định muốn đi vào ma tộc bên trong, cũng không ai muốn rời đi. Giờ phút này một người ông già đột nhiên đứng lên, y phục mặc tiên phong đạo cốt, giống như một cái thế ngoại cao nhân. Thành chủ đại nhân, ta đề nghị đào thải vị này tiểu huynh đệ, như vậy trẻ tuổi, sợ rằng luyện đan trình độ cũng không khá hơn chút nào. Tại chỗ 7 vị luyện đan sư, trừ Diệp Thần trở ra, toàn bộ đều là ông già. Duy chỉ có hắn là một người thanh niên nam tử. Luyện đan tốt xấu xa, trừ thiên phú trở ra, tuổi tác cũng là nhất định có ưu thế. Đắm chìm luyện đan một thuật nhiều năm, đối với luyện đan phẩm chất và tỷ lệ thành công, tự nhiên muốn so với trẻ tuổi đồng lứa cao hơn không thiếu. Diệp Thần nhướng mày một cái. Vậy không nghĩ tới lại sẽ bị nhằm vào, sau đó hắn đứng lên, hướng về phía thành chủ mở miệng nói, đại nhân, nếu ông cụ này hoài nghi ta luyện đan một thuật, ta đề nghị tỉ thí một phen. Vốn là hắn không hề nghĩ ra đầu, đàng hoàng tiến vào ma tộc bên trong, lại nghĩ biện pháp tìm được trọng thương Vĩnh Hằng Thánh Vương và thức tỉnh ma đế. Bây giờ nhìn lại,
hắn cuối cùng là quá trẻ tuổi. Để cho người nhìn như có rất nhiều không đáng tin cậy. Bất quá hắn lại trẻ tuổi, có thương cổ y thần vậy bản cái gọi là rác dưới đan thuật, vậy đủ nghiền ép hết thảy. Thương cổ y thần thân phận gì? Thần quốc y thuật và đan thuật chí cao. Hắn cho là rác dưới đan thuật, tất nhiên nghiền ép vô số đan sư. Càn rỡ, ngươi là cái gì cấp bậc luyện đan sư, cũng muốn và lão phu tỉ thí. Ông già hướng về phía Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ở trên trời ma thành, cũng coi là nổi danh luyện đan sư, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng muốn khiêu chiến mình. Thành chủ ở phía trên không có mở miệng, tựa hồ đang suy tư, còn như ma tộc võ giả, một bộ xem kịch vui tư thái. Luyện đan sư ai tiến vào ma tộc bên trong, bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ cần tìm được 6 tên luyện đan sư liền có thể. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải khiêu chiến Vũ Đại Sư, hắn ở trên trời ma thành nhưng mà nổi danh luyện đan sư, đã đạt tới tinh khiếu cấp. Luyện đan và võ đạo không giống nhau, tinh khiếu cấp luyện đan sư nhưng mà cực kỳ tôn quý tồn tại. Lời của thành chủ, hiển nhiên cũng không coi trọng Diệp Thần. Dẫu sao Vũ Đại Sư ở trên trời ma thành tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà Diệp Thần chỉ bất quá hạng người vô danh. Tại hạ vô danh luyện đan sư, nguyện ý cùng Vũ Đại Sư đấu tử đan. Diệp Thần một câu nói, nhất thời truyền tới một hồi kêu lên. Thanh niên này điên rồi phải không? Đấu tử đan nhưng mà đánh cuộc mạng, một khi phe thua, thì phải cống hiến ra mình sinh mạng. Đây hoàn toàn là để mạng lại khiêu chiến. Vô danh luyện đan sư và tinh khiếu cấp có khác xa lắc xa lơ, thằng nhóc này rốt cuộc dũng khí từ đâu tới. Vũ Đại Sư cả người sắc mặt âm trầm, một người vô danh luyện đan sư, muốn cùng hắn đấu tử đan. Cái này làm cho hắn cảm giác bị vũ nhục cực lớn, hoàn toàn là không có đem hắn coi ra gì. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định không suy nghĩ một chút nữa. Thành chủ nhìn Diệp Thần có chút im lặng, người tuổi trẻ thật là không biết trời cao đất rộng. Luyện đan sư vô cùng là chân quý, hắn cũng không muốn thiên ma thành tổn thất một vị luyện đan sư. Tiểu huynh đệ, được rồi, vô danh luyện đan sư, như thế nào có thể đủ là tinh khiếu cấp đan sư đối thủ? Lúc này, một mực ngồi ở trên ghế một cái ông già mở miệng nói. Ở trong tay hắn ôm một cái bé gái, hiển nhiên vậy không hy vọng Diệp Thần dưới cơn nóng giận, đem mình tánh mạng giao phó đi xuống. Diệp Thần hướng về phía ông già có lòng tốt cười một tiếng, sau đó hướng về phía thành chủ mở miệng nói, ta xác định và vị này Vũ Đại Sư tử đấu, nếu là ta thua, nguyện ý đem mình tánh mạng đưa lên, dĩ nhiên Vũ Đại Sư thua, giống như vậy. Hắn tự tin không có trêu chọc qua Vũ Đại Sư, thậm chí hai người lần đầu tiên gặp mặt, liền bởi vì hắn trẻ tuổi, một câu nói muốn tước đoạt hắn tư cách, dựa vào cái gì? Diệp Thần có mình kiêu ngạo. Dù là luyện đan thì như thế nào, hắn tự tin sẽ không thua Vũ Đại Sư. Còn lại luyện đan sư mắt nhìn Diệp Thần, giống như một người chết. Nếu nguyện ý làm chết, bọn họ cũng vui vẻ xem vừa ra kịch hay. Còn như Diệp Thần có thể hay không thắng, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua, Vũ Đại Sư tất thắng. Thành chủ đại nhân, nếu vị này tiểu huynh đệ, như vậy tự tin, tại hạ nguyện ý lãnh giáo một chút cao chiêu. Vũ Đại Sư thanh âm bình thường nhàn nhạt, nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn lửa giận. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, không đem hắn coi ra gì, còn cuồng vọng muốn tử đấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn không ngại nhận lấy một người trẻ tuổi tiểu bối mệnh. Thành chủ nhỏ nhẹ gật đầu, nếu Diệp Thần đều đã đồng ý, hắn vậy không có đạo lý ngăn cản. Nên nói đều đã nói, chỉ đổ thừa Diệp Thần quá tự đại. Thành chủ đại nhân, người có hay không lò luyện đan, mượn ta dùng một chút. Giờ phút này Diệp Thần có chút lúng túng mở miệng, luân hồi mộ địa bên trong đích xác có lò luyện đan, bất quá phẩm chất quá thấp, hoàn toàn không thể chịu đựng. Đang ngồi luyện đan sư, ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Lại liền lò luyện đan cũng không có, cái này đùa gì thế? Hắn thật sự là một người luyện đan sư. Bọn họ nội tâm sâu đậm hoài nghi. Một người luyện đan sư lò luyện đan cho tới bây giờ đều là không rời tay, hoàn toàn là mình xuất thân tánh mạng. Thành chủ khóe miệng không tự chủ co quắp một chút, lại liền lò luyện đan cũng không có. Hắn gọi tới một tên thủ hạ, đi lấy lò luyện đan, rất nhanh thủ hạ lấy tới một cái lò luyện đan, phẩm chất không thấp nhưng cũng không cao.
Vũ đại sư tràn đầy tự tin, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, ngươi là tiểu bối, ta cũng không khi dễ ngươi, sẽ tới luyện chế bảy chuyển long hổ đan này. Làm Vũ đại sư sau khi nói xong, đang ngồi luyện đan sư nhướng mày một cái. Bảy chuyển long hổ đan này là một viên chữa thương đan thuốc, có thể làm cho tinh khiếu cảnh võ giả, trong nháy mắt khôi phục tự thân thương thế, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Mặc dù bảy chuyển long hổ đan này coi như thường gặp, nhưng mà luyện chế, cực kỳ khó khăn, chỉ có vận may cấp luyện đan sư, mới có đầy đủ chắc chắn. Vũ đại sư tinh khiếu cấp luyện chế tự nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá Diệp Thần mà nói, chỉ sợ sẽ có nổ lò nguy hiểm, hơn nữa cực lớn. Ngoài miệng vừa nói không khi dễ, đây là xích lộ lộ tới Diệp Thần vào chỗ chết, liền một chút thở dốc cơ hội cũng không có. Diệp Thần biết Vũ đại sư bên trong ý nghĩ trong lòng, chỉ bất quá hơi khẽ gật đầu, coi là đồng ý. Bảy chuyển long hổ đan này hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ bất quá vẫn không có luyện chế qua, đến hắn cái này cấp bậc, bảy chuyển long hổ đan này đã không có bất kỳ tác dụng gì. Thành chủ gọi tới thủ hạ, để cho bọn họ đi chuẩn bị luyện chế bảy chuyển long hổ đan này dược liệu. Rất nhanh thủ hạ mang hai phần dược liệu tới đây, mỗi người một phần đặt ở Diệp Thần và Vũ đại sư trong tay. Vũ đại sư hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, cầm ra một cái tinh xảo lò luyện đan, truyền tới nhàn nhạt đan thơm, phẩm chất phương diện vừa thấy liền vượt qua Diệp Thần lò luyện đan. Luyện chế loại cấp bậc này đan dược, đối với hắn mà nói bắt vào tay. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm bỏ vào dược liệu, mỗi một phần dược liệu sức nặng, cũng vừa đúng lúc. Để cho đang ngồi luyện đan sư thầm kinh hãi, quả nhiên không hổ là Vũ đại sư. Lại vừa thấy Diệp Thần, nhưng phát hiện người sau căn bản không có hành động, ngược lại ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Luyện đan sư lắc đầu một cái, ở bọn họ trong mắt, cho rằng Diệp Thần đã tự giận mình, dự định lẳng lặng chờ tử vong. Diệp Thần ở lật đầu óc bên trong thương cổ y thần vậy bản cổ tịch, có liên quan bảy chuyển long hổ đan này phương pháp luyện chế, rất nhanh hắn liền tìm được, nhìn kỹ xem, nhưng phát hiện cùng bình thường luyện chế bảy chuyển long hổ đan này, có một ít khác biệt, ở phân lượng phía trên, có một ít không giống nhau. Đây là thương cổ y thần đồ, Diệp Thần căn bản không có nghi ngờ, chuẩn bị dựa theo phía trên luyện chế. Ở Vũ đại sư nơi đó, đã xuất hiện nhàn nhạt đan thơm, chỉ cần nửa giờ, liền có thể thành công. Vũ đại sư thấy Diệp Thần còn không có động tĩnh, hoàn toàn yên tâm lại, lần này tử đấu, 10 phần chắc 9. Mau xem, thằng nhóc kia động. Trong đó một người luyện đan sư mở miệng nói, bọn họ một mực đang quan sát Diệp Thần. Dù là biết thua, tóm lại cũng phải vùng vẫy một chút đi. Mặc dù kỳ tích vật này, trên căn bản rất khó phát sinh. Diệp Thần lấy trước ra thiên phồn hoa, bỏ vào bên trong, một màn này để cho luyện đan sư cười khổ một tiếng. Cái này bỏ vào thứ tự đều không đúng, hẳn trước bỏ vào lam linh cỏ, lại bỏ vào thiên phồn hoa. Xem ra cái này Diệp Thần, hoàn toàn không có luyện chế qua bảy chuyển long hổ đan này, nói không chừng liền đan phương cũng không có, chỉ bất quá qua loa luyện chế. Diệp Thần không để ý tới sẽ mọi người ánh mắt, tiếp tục bỏ vào dược liệu, sau đó sử dụng huyền diễm. Hắn muốn vận dụng huyền diễm tới luyện chế bảy chuyển long hổ đan này. Hắn và Vũ đại sư ở kinh nghiệm lên xác thực có một ít chênh lệch, đừng một đời người cũng đang luyện đan, duy chỉ có hắn là lợi dụng đan đạo để đề thăng võ đạo. Cái này một chàng tử đấu bên trong, muốn chiến thắng Vũ đại sư, nhất định phải vận dụng một ít đừng thủ đoạn, mới có thể thắng được. Làm huyền diễm vừa ra, mọi người cũng đã cảm giác được bất phàm. Vũ đại sư ngọn lửa chính là thú lửa, và Diệp Thần ngọn lửa, hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh. Ngọn lửa nóng bỏng cuốn tới, Vũ đại sư híp mắt, nhìn một cái Diệp Thần ngọn lửa, trong mắt thoáng qua một chút thần sắc tham lam. Cùng Diệp Thần chết một khắc kia, ngọn lửa này chính là hắn. Dù cho Diệp Thần ngọn lửa bất phàm, cũng không có luyện đan sư cho rằng Diệp Thần có thể thắng được. Dẫu sao bỏ vào dược liệu thứ tự đều đã xảy ra vấn đề. Chờ đợi duy nhất kết quả chính là nổ lò. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Vũ đại sư cũng không dám phân tâm, đã đến ngưng đan một khắc cuối cùng. Dù là thân là tinh khiếu cấp luyện đan sư cũng không thể phân tâm, một tia một hào sai lầm, cũng sẽ đưa đến luyện đan thất bại. Phủ thành chủ đại điện bên trong,
đã tràn ngập đan thơm, nhẹ vừa nghe, thì có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Vũ đại sư đứng dậy, mở ra lò luyện đan, một quả long lanh trong suốt đan dược, thả ở trong tay. Bảy chuyển long hổ đan này, tản ra đan thơm, tràn ngập mê người sáng bóng. Không hổ là Vũ đại sư, nhìn một cái là có thể phát hiện, tuyệt đối là thượng phẩm. Trong đó một người luyện đan sư đứng lên, không chút do dự tán dương đến. Luyện chế loại cấp bậc này đan dược mà thôi, chỉ bất quá chuyện nhỏ. Vũ đại sư ngoài miệng vừa nói khiêm tốn, bất quá trên mặt tràn đầy nụ cười, rõ ràng thích mọi người thổi nâng. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Thần, phát hiện còn không có ngưng đan, khóe miệng một chút nụ cười khinh thường. Diệp Thần bên này không có động tĩnh gì, ở thời gian phương diện, Vũ đại sư đã dẫn đầu một nước. Tại chỗ luyện đan sư nhìn Diệp Thần lắc đầu một cái, hiện đang dẫy dụa còn có cái gì dùng. Trước mắt mới ngưng Diệp Thần bảy chuyển long hổ đan này còn không có nổ lò, liền đã coi như là một cái kỳ tích. Oanh! Vào lúc này, Diệp Thần trong lò luyện đan mặt truyền tới một tiếng nặng nề tiếng vang. Mọi người vừa nghe, cũng biết đây là muốn nổ lò khúc nhạc dạo. Ở một bên Vũ đại sư nhìn kịch hay, cùng Diệp Thần nổ lò sau này, đến lúc đó hắn còn có gì nói. Oanh! Lần này, lại truyền tới tiếng vang. Nhưng mà cũng không phải Diệp Thần lò luyện đan, mà là một tiếng sét. Thiên Ma Thành bên trong, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh. Thành chủ cả người trực tiếp đứng lên, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói, đây là đan kiếp. Hơn nữa cái này dị tượng tựa hồ vượt qua tinh khiếu cấp luyện đan sư. Làm đan dược đạt tới một cái nghịch thiên trình độ, thiên đạo liền sẽ hạ xuống đan kiếp, không cho phép nghịch thiên đan dược tồn tại. Ở trên trời Ma Thành võ giả, đều đã cảm nhận được kinh khủng hơi thở, từng cái ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là đâu vị đại năng muốn ở trên trời Ma Thành độ kiếp? Bọn họ còn cho là có cường giả đột phá cảnh giới, đưa tới lôi kiếp, nhưng không biết, hoàn toàn bởi vì một viên thuốc. Bên trong phủ thành chủ mặt, từng tên một luyện đan sư đứng lên, một cặp tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần lò luyện đan. Vũ đại sư bảy chuyển long hổ đan này đã luyện chế xong thành, không thể nào đưa tới đan kiếp, duy nhất có thể chính là Diệp Thần. Một đôi đôi khiếp sợ trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, miệng há thật to. Diệp Thần bảy chuyển long hổ đan này không phải lập tức phải nổ lò sao, làm sao sẽ đưa tới đan kiếp. Ở trong hư không, lôi kiếp không ngừng ngưng tụ, một đạo tia chớp ngay tức thì rơi xuống. Oanh! Diệp Thần đứng lên, cầm chặt quả đấm. Trực tiếp cầm lôi kiếp đánh nát. Diệp Thần cố nhiên bị thương, nhưng là trải qua thiên đạo cung diệt thế kiếm, cái này lôi kiếp đối với hắn mà nói vẫn còn quá yếu. Hắn thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng, lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, mỗi một lần cũng để cho hắn một đấm đánh nát. Bầu trời ước chừng hạ xuống 7-7-14-19 đạo lôi kiếp mới dừng lại, trên hư không, mây đen tản đi, lôi kiếp kết thúc. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thần và lò luyện đan. Bọn họ muốn biết, bảy chuyển long hổ đan này rốt cuộc đạt tới trình độ gì. Không thể nào, không thể nào. Hắn chỉ bất quá một cái vô danh luyện đan sư, chính là tiểu bối, làm sao có thể đưa tới dị tượng. Thời khắc này Vũ đại sư, lại cũng không có mới vừa rồi mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, một đôi trong tròng mắt hết sức là một bộ không thể tin thần sắc. Ông! Vào lúc này, lò luyện đan đột nhiên truyền tới ông tiếng vang. Nhất định là muốn nổ lò. Vũ đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cực kỳ chói tai, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lò luyện đan. Đây là hy vọng duy nhất của hắn, chỉ cần nổ lò, dù là xuất hiện lôi kiếp thì như thế nào, cái này một chàng tỷ đấu hắn như cũ sẽ không thua. Ông, đột nhiên bây giờ, trong lò luyện đan mặt truyền tới tuyệt vời thanh âm, dư âm lượn quanh lương. Vốn là đã chấn kinh luyện đan sư. Ngây ngô như gà gỗ, đứng tại chỗ, giống như một người ngu. Cái này là đại đạo đan âm. Trong đó một người luyện đan sư lẩm bẩm nói nhỏ, hắn một đôi tay đều run rẩy. Đại đạo đan âm, thiên địa dị tượng. Nhiều ít luyện đan sư, cả đời cũng không thể nghe được đại đạo đan âm. Có thể gặp không thể cầu. Một người tinh khiếu cấp luyện đan sư, tại chỗ đột phá đến tinh khiếu cấp trung phẩm luyện đan sư. Có thể nghe được đại đạo đan âm, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là một tràng cơ duyên.
một người luyện đan sư đột phá, còn lại luyện đan sư cảm giác tự thân tài luyện đan đều ở đây lên tăng. Mặc dù không có tại chỗ đột phá, chỉ bất quá mới vừa cảm ngộ một phen tuyệt đối có thể có thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần mở ra lò luyện đan, cầm ra 7 chuyển long hổ đan này, thấy một rồng một hổ ở đan dược phía trên quanh quẩn. Không nói đan kiếp và đại đạo đan âm, đơn thuần long hổ quanh quẩn cũng đã đủ chứng minh. Diệp Thần đan dược hoàn toàn vượt qua Vũ Đại Sư, một mắt là có thể nhìn ra, giữa hai người chênh lệch. Giờ phút này Diệp Thần trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Thương cổ y thần nói rác dưới đồ, lại thì có như vậy hiệu quả. Vậy nếu như tập được thương cổ y thần toàn bộ truyền thừa, vậy hắn ở y đạo và đan đạo có phải hay không vô địch hậu thế? Đáng tiếc, thương cổ y thần nóng nảy quá cổ quái. Giờ phút này Vũ Đại Sư đã hoàn toàn mới ngã xuống đất lên, hắn tinh khiếu cấp luyện đan sư, lại bại bởi một cái vô danh tiểu bối. Giờ phút này luyện đan sư nhìn Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn khác nhau, nếu như trước là khinh bỉ khinh thường nói. Hiện tại đã là khiếp sợ, sùng bái. Một người người tuổi trẻ có thể đưa tới thiên địa dị tượng, mặc dù hiện tại cấp bậc không cao, bất quá sau này nhất định có thể trở thành luyện đan đại sư. Thành chủ mình vậy không nghĩ tới, mọi người không coi trọng người tuổi trẻ, lại có thể. Thật ra thì luyện đan chẳng qua là ta nghề tay trái. Diệp Thần nhìn mọi người ánh mắt sùng bái, hơi có vẻ một ít không nói. Đang ngồi luyện đan sư nghe gặp Diệp Thần mà nói, hận không được một miệng lão máu phun ra. Bọn họ cả đời đều nghiên thuật luyện đan, nhưng mà một cái làm nghề tay trái luyện đan sư, lại có thể đưa tới đại đạo đan âm. Cái này còn có thiên lý hay không? Vũ Đại Sư, hiện tại ngươi thua được tâm phục khẩu phục, có thể tự sát. Diệp Thần một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Vũ Đại Sư. Hai người tử đấu luyện đan, phe thua, tự nhiên muốn trở thành một cái người chết. Vũ Đại Sư cả người run rẩy, nhìn một cái thành chủ. Hy vọng thành chủ có thể nói tốt một chút, tự sát cũng được đi. Hắn nói thế nào, cũng là một vị tinh khiếu cấp bậc luyện đan sư, chỉ cần có thể còn sống, là có thể bị người khác tôn kính. Hiện tại để cho hắn chết, tại sao có thể tiếp nhận? Thành chủ vốn là muốn mở miệng nói tốt một chút, nhưng mà thấy Diệp Thần ánh mắt bén nhọn, nhưng một câu nói cũng không có mở miệng. Vì một cái Vũ Đại Sư, đắc tội một vị thiên tư yêu nghiệt luyện đan người tuổi trẻ, hoàn toàn không cần thiết. Hai người bây giờ ai quan trọng hơn một ít, hắn tự nhiên rõ ràng. Vũ Đại Sư cả người tròng mắt, một phiến cho tàn, nhìn Diệp Thần mở miệng nói, ta nguyện ý cầm toàn bộ giá trị con người cũng cho ngươi, chỉ cần để cho ta sống. Hắn tự thân bảo vật có một ít, mặc dù toàn bộ cho Diệp Thần, để cho hắn một bần như tẩy, nhưng là chỉ cần còn sống, sớm muộn cũng có thể kiếm về. Ngươi bảo vật rất đáng giá tiền sao? Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, mặc dù luyện đan sư xác thực giàu có, nhưng hắn hoàn toàn coi thường. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta chết? Vũ Đại Sư đứng lên, một mặt oán độc thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn bản thân cũng là thực lực không kém cường giả, cố nhiên bị thương, đối mặt một người tinh khiếu trung kỳ võ giả, căn bản không sợ. Không sai. Diệp Thần mở miệng cười nói, một người tinh khiếu hậu kỳ tản mát ra khí thế, hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Vào giờ khắc này, Vũ Đại Sư đột nhiên ra tay, cả người bóng người xông về Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần chết, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể sống được. Dù là thiên phú không tệ nhưng là một người chết, hoàn toàn không có uy hiếp. Thành chủ bọn họ cũng sẽ không vì liền một người chết, giết chết hắn. Mặc dù có chút khinh thường, nhưng là vì còn sống, Vũ Đại Sư phải làm như vậy. Chỉ phải sống, hắn vẫn là cao cao tại thượng luyện đan sư. Vũ Đại Sư tốc độ chân thực quá nhanh, mọi người căn bản không có. Thành chủ vốn là muốn đi cứu, bất quá đã muộn. Diệp Thần đứng tại chỗ, tựa như bị sợ choáng váng như nhau, một hơi một tí. Vũ Đại Sư khóe miệng truyền tới một chút cười nhạt, hắn mặc dù không chú trọng võ đạo, nhưng nói thế nào cũng là một khối cường giả. Nhất kích là có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần. Ở Vũ Đại Sư sắp xông lên lúc tới, Diệp Thần nhẹ lắc đầu một cái, sau đó cầm chặt quả đấm, phát ra tiếng kẽo kẹt. Oanh! Một đấm đi ra ngoài, mọi người cũng không nhìn thấy Diệp Thần chết, ngược lại Vũ Đại Sư cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài.
ngực hắn đã lõm đi xuống, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất. Hoàn toàn chết. Một quyền oai à. Đang ngồi luyện đan sư mắt lớn chừng mắt nhỏ, đây là tình huống gì? Vốn là bọn họ lấy là, luyện đan sư chỉ là nghề tay trái là Diệp Thần nói đùa, nhưng mà bây giờ nhìn lại, thật giống như thật sự là như vậy. Đang ngồi luyện đan sư không nói câu nào, Vũ Đại Sư rơi được bây giờ kết quả, nói liếc, vậy chỉ bất quá lỗi do tự mình gánh. Nếu như hắn không phải nhằm vào Diệp Thần mà nói, làm sao sẽ bị đánh chết? Thành chủ phái thủ hạ, cầm Vũ Đại Sư thi thể ném ra, sau đó mở miệng nói, các ngươi tạm thời trước tiên ở phủ thành chủ ở, hai ngày sau đó sẽ đi ma tộc. Diệp Thần bọn họ nhẹ khẽ gật đầu, thành chủ sau khi rời đi, một người ông già mang bé gái, đi tới hắn bên người. Bé gái chải tóc thắt bím đuôi ngựa, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu huynh đệ, người có phải là không có đi qua ma tộc, đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau, thật có một cái phối hợp. Diệp Thần nhìn một cái ông già, sau đó cười nói, không thành vấn đề. Đang cùng Vũ Đại Sư lúc tỷ đấu, trừ thành chủ trở ra, chính là ông cụ này thiện ý nhắc nhở. Ta kêu Lỗ Duy, ngươi như không chê, có thể kêu ta một tiếng khổng lão, ở ma tộc ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể và bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Quân ma trần nhưng mà nổi danh bạo quân, giết người mắt không nháy à. Ma đế chết sau đó, ma tộc đều thay đổi à. Khổng lão rõ ràng cho thấy đi qua ma tộc, cầm một ít tin tức nói cho Diệp Thần. Tóm lại một câu nói, ma tộc hỗn loạn không chịu nổi, giết người tùy ý có thể gặp. Ở ma tộc trọng yếu nhất chỉ có hai chữ, khiêm tốn. Nếu như không cẩn thận, trêu chọc đến cường giả, ở trên đường chính cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Loại chuyện này ở ma tộc chân thực quá mức thường gặp. Diệp Thần trong mắt lóe lên ánh sáng. Quân ma trần thì như thế nào? Lần này, hắn bước lên ma vực, không chỉ muốn tỉnh lại ma đế, càng phải đúc lại ma đế thân xác. Hắn phải nói cho ma tộc, các ngươi đế vương trở về. Ma tộc một mảnh phế tích bên trong. Ma khí phun trào. Vô số ma thú hướng một đạo tàn phá bóng người đi. Đó tựa hồ là một cái ông già. Bọn họ giữ tợn răng nanh tràn đầy máu tươi. Hiển nhiên mới vừa xé một người. Những ma thú này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Xa so cùng cảnh yêu thú đáng sợ. Cầm đầu một đầu ma thú, cười lạnh một tiếng, ngay tức thì xông về vậy đạo hôn mê bóng người. Bỗng nhiên, tay của lão giả chỉ động. Quanh thân sấm sét phun trào. Chung quanh ma thú toàn bộ bị biến dạng. Ông già bò dậy, bụi văng đầy người, hắn nhìn một cái chung quanh, nhưng là cười. Diệp Thần, người chỉ sợ cũng tới nơi này đi. Bước này cờ hiểm, lão phu cuối cùng thắng thần quốc. Bất quá, có thể hay không chống lại thần quốc, liền xem ở nơi này đất cơ duyên. Linh Thiên Đế Cung. Một mảnh phế tích. Ai có thể tưởng tượng cái này đã từng là linh võ đại lục thế lực cao cấp một trong Linh Thiên Đế Cung di chỉ. Đệ tử chết, cung chủ mất tích. Vậy Hạ Linh Thu thần thoại lại nữa. Không có ai biết Hạ Linh Thu đi nơi nào. Hạ Linh Thu khi còn sống quá mức truyền kỳ và thần bí, tương truyền thiên kiếp hạ xuống, thần ma bí cảnh mở. Chỉ có Hạ Linh Thu tiến vào trong đó. Làm bí cảnh phá vỡ nháy mắt, Hạ Linh Thu liền bắt đầu nghịch thiên đường. Lực một người rất miễn cưỡng đem nhị lưu thế lực Linh Thiên Đế Cung tăng lên là thế lực cao cấp. Một mảnh phế tích bên trong. Một cái ngồi xếp bằng thiếu nữ đứng lên, tròng mắt mở ra. Nàng con người rất đẹp. Giống như thế gian ngân hà. Cô bé, người tỉnh à, băng kiếm thánh vương mở miệng nói. Cái này ba ngày, băng kiếm thánh vương chưa có trở về vạn kiếm đế cung, mà là yên lặng bảo vệ Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết là đồ nhi hồng nhan chi kỷ, hắn tự nhiên phải bảo vệ. Nếu như thiên đạo diệt thế kiếm còn muốn hạ xuống, băng kiếm thánh vương vậy sẽ không tiếc bất cứ giá nào là Hạ Nhược Tuyết chịu đựng. Đây là một cái sư phụ đối với học trò cam kết. Hạ Nhược Tuyết đứng lên, khom người, cảm ơn băng kiếm tiền bối là ta hộ pháp. Băng kiếm thánh vương cười một tiếng, đoạn đường này, ta là nhìn Diệp Thần đi tới, ta cũng biết ngươi đối với Diệp Thần trọng yếu, vì ngươi hộ pháp ba ngày thì như thế nào. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, băng kiếm tiền bối, Diệp Thần. Diệp Thần ở nơi nào? Băng kiếm thánh vương do dự mấy giây,
vẫn là thở dài một tiếng, Thiên Đạo Cung đối với Diệp Thần ra tay, Vĩnh Hằng Thánh Vương và Diệp Thần mở ra ma vực địa giới, lúc ấy không gian biến dạng, Diệp Thần và Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng ngã vào trong đó. Nếu như ta không đoán sai, hắn hiện tại phải đến ma tộc, cũng chính là quân ma Trần địa phương. Hạ Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy lo âu, một màn này tự nhiên bị Băng Kiếm Thánh Vương thu vào đáy mắt, hắn an ủi, cô bé, người vậy không cần lo lắng Diệp Thần, Thiên Đạo Diệt Thế Kiếm đều không cách nào chu diệt hắn, ma tộc tự nhiên cũng không được. Dưới mắt, trên mình người cũng có chút thương thế, không bằng theo ta đi Vạn Kiếm Đế Cung, Vạn Kiếm Đế Cung trận pháp mới có thể bảo vệ được ngươi, để cho ngươi an tâm tu luyện. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết nhưng là lắc đầu một cái, Băng Kiếm tiền bối, cảm ơn, nhưng thì không cần, ta muốn đi một chuyến ma tộc. Tư Thanh bởi vì ta bị mang đi, nàng đã thông báo ta, phải chiếu cố kỹ lưỡng Diệp Thần, cho nên hắn ở đâu, ta ngay tại kia. Băng Kiếm Thánh Vương cự tuyệt nói, không được, ma tộc và linh võ đại lục không giống nhau, quân ma Trần Bạo Quân chấp trưởng, nơi đó mỗi thời mỗi khắc cũng đang giết người. Ma tộc cường giả thực lực so linh võ đại lục cao hơn một ít, hơn nữa bởi vì ma tộc có vô tận ma khí, bọn họ thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Người một người cô gái không thích hợp tiến vào. Hạ Nhược Tuyết tâm ý đã quyết, đột nhiên, ánh mắt rơi vào khối kia thần bí trên đá lớn, tiền bối, người có biết tảng đá kia lai lịch. Đá này, Hạ Linh Thu sẽ phái người mài thành bột, mỗi ngày đút ta một phần chia, ta tu vi tăng trưởng cực nhanh. Nhưng là nàng người uống, cũng không được, dù là Tư Thanh cũng có vấn đề. Ta thậm chí cảm giác, khối này đá và ta bây giờ có rất lớn liên lạc. Băng Kiếm Thánh Vương hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn thần bí đá lớn, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, thật ra thì đá này ta đã sớm chú ý tới. Nếu như ta không đoán sai, đá này, và Diệp Thần có liên quan. Nhưng không phải Diệp Thần tìm luân hồi huyền bi. Chất liệu của nó lại cùng luân hồi huyền bi giống nhau như đúc. Như ta không đoán sai, đây cũng là luân hồi tinh thạch. Luân hồi tinh thạch có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Nó có cực kỳ huyền diệu lực lượng, đến gần năng lượng căn nguyên. Nó lơ lửng không chừng, khó mà tìm. Dù là ở thần quốc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vậy Hạ Linh Thu đã từng cơ duyên nghịch thiên. Cái này luân hồi tinh thạch chính là nàng thành tựu như vậy một phần chia nguyên nhân. Còn như luân hồi tinh thạch tại sao sẽ tiếp nhận ngươi, hẳn là bởi vì trên mình ngươi có một phần chia luân hồi huyết mạch. Đó là Diệp Thần huyết mạch. Còn như ngươi làm sao có, ngươi hẳn rõ ràng nhất. Hạ Nhược Tuyết trong mắt trợn to, ngay tức thì mắc cỡ đỏ mặt bàng. Nàng đã từng ở Hoa Hạ liền cùng Diệp Thần âm dương giao hợp, hơn nữa trong phảng phất phát hiện huyết mạch thay đổi. Hết thảy các thứ này sợ rằng đều là bởi vì Diệp Thần. Tiền bối, nếu đá này là luân hồi tinh thạch, vậy cần phải nên xử trí như thế nào? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Băng Kiếm Thánh Vương gật đầu nói, đá này vậy coi là và ngươi có duyên phận, ngươi liền giữ ở bên người, bất quá ngươi ngược lại không cần lại mỗi ngày đem mài thành bột, chỉ cần lúc tu luyện sử dụng là được rồi. Chờ ngươi thấy Diệp Thần, ngươi liền đem cái này luân hồi tinh thạch sự việc nói cho hắn. Hắn hẳn sẽ có định đoạt. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, trực tiếp dùng nhẫn chữ vật nhận lấy luân hồi tinh thạch, hơn nữa đối với Băng Kiếm Thánh Vương chắp tay nói, tiền bối, cáo từ. Băng Kiếm Thánh Vương biết tự mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không biết làm sao cười khổ, sau đó gọi lại Hạ Nhược Tuyết nói, ngươi nếu thật phải đi ma tộc, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi ở ma tộc trước, có phải hay không nên quan tâm một chút Côn Lôn Hư? Huyết linh tộc đối kháng Côn Lôn Hư đồng dạng là một năm, linh vận một năm ước hẹn kết thúc, nếu như huyết linh tộc huyết kiếm môn lại đối với Côn Lôn Hư ra tay, người có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Hạ Nhược Tuyết thân thể ngẩn ra, ngay tức thì con người thoáng qua một đạo băng hàn. Băng Kiếm tiền bối, cảm ơn nhắc nhở. Một năm trước ta có lẽ không có tư cách ngăn cản cái này trận tai họa lớn, nhưng là một năm sau, ta hiện tại bước vào phong môn cảnh. Ta liền có thể trợ giúp Diệp Thần bảo vệ Côn Lôn Hư vạn năm an ninh. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Hạ Nhược Tuyết đạp kiếm mà đi, hướng vô biên biển mây đi. Băng Kiếm Thánh Vương gật đầu một cái, nhìn vậy đạo thân ảnh đi xa, lẩm bẩm nói, ta vậy học trò, sau này, sợ rằng càng ngày càng khó. Đối kháng thần quốc. Ở mênh mông trên vùng đất, ai dám dung chuyển thần quốc? Sợ rằng chỉ có Diệp Thần.
bát ngát ma vực chi địa, ma tộc. Diệp Thần từ Khổng lão nói bên trong đạt được không ít tin tức, vậy mịt mờ hỏi một chút hải ma. Ma đế vì cứu mình suýt nữa chết, nếu mình bước vào ma tộc, cũng nên là ma đế làm một ít chuyện tình. Ngưng tụ thân phận thật sự là một kiện. Cứu ra ma đế con gái đồng dạng là một kiện. Nhưng mà Khổng lão cũng không biết hải ma ở địa phương nào, xem ra chỉ có thể đến ma tộc lại tiếp tục hỏi dò. Hai ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất, cái này hai ngày Khổng lão cháu gái, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm Diệp Thần nói chuyện phiếm. Ma tộc võ giả đi tới phủ thành chủ, cầm Diệp Thần bọn họ mang đi, dọc theo đường đi Diệp Thần đều ở đây và Khổng lão nói chuyện. Còn như cái khác luyện đan sư muốn cùng Diệp Thần kết giao tình, hắn căn bản không có phản ứng. Hắn vốn chính là mượn luyện đan sư thân phận, lẫn vào ma tộc bên trong, lại sẽ không thật cho ma tộc võ giả luyện đan. Cùng tiến vào ma tộc sau này, hắn sẽ tìm một cái cơ hội sẽ trực tiếp rời đi. Có ma tộc võ giả dẫn, Diệp Thần rất nhanh sẽ đến ma tộc bên trong. Vừa tiến vào ma tộc thành trì, Diệp Thần liền phát hiện không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Một ít ma tộc võ giả trên người ma khí, không che giấu được bọn họ trên mình vậy mùi máu tanh. Ma tộc và linh võ đại lục chênh lệch quá xa. Đơn giản là thành tội ác. Đi ở trên đường, Diệp Thần cũng chỉ có một cảm giác, loạn. Vô tận máu tươi và thích giết chóc. Nơi này không có quy tắc. Thật muốn nói quy tắc, duy nhất quy tắc, chính là giết hại và thực lực. Ta cho các ngươi an bài ở một nơi khách sạn, nhớ không nên gây chuyện, nếu không không người có thể cứu được các ngươi. Đến lúc đó ta nói rõ ràng, tự nhiên sẽ có người tới đón lấy các ngươi. Ma tộc võ giả nhìn những thứ này luyện đan sư mở miệng nói, sau đó tìm được một cái khách sạn, cầm bọn họ an bài đến bên trong. Mà làm Diệp Thần bước vào ma tộc địa vực thời điểm, hắn diễn cảm đổi được vô cùng cổ quái. Mi tâm đau nhói không ngừng truyền tới. Ma đế cố nhiên hôn mê, nhưng là ma đế cơn giận, ở nơi này phiến cố thổ bên trên, vẫn là giấy lên hừng hực lửa giận. Huynh đệ phản bội, con gái nhốt, tự thân chết, thực lực mất. Cũng bởi vì cái này phiến cố thổ trên quyền lợi và lợi ích. Người tham lam, có thể còn có nhân tính trói buộc. Ma tham lam, vĩnh bất tận. Cùng thời khắc đó, một nơi hùng vĩ trong cung điện mặt. Ma tộc bạo quân danh xưng là quân ma Trần đột nhiên bây giờ cau mày, khóe miệng mơ hồ tràn ra một chút máu tươi. Hắn nhận ra được một chút quen thuộc hơi thở. Hơi thở này, gần đây thường xuyên xuất hiện. Đó là hắn nhất không muốn chạm đến tồn tại. Hắn vốn cho là cảm giác. Nhưng là hắn phát hiện như vậy cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn con ngươi trợn to. Hắn trong con ngươi tựa như chiếu trước một đạo thân ảnh to lớn. Đó là hắn vô số ngày đêm ác mộng. Ma đế. Ma đế hơi thở lại tiến vào ma tộc. Quân ma Trần đứng lên, đi tới lui. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ma ảnh, đi ra. Nháy mắt tức thì, một đoàn màu đen ma khí vô căn cứ xuất hiện, lại là ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Ma ảnh quỳ xuống quân ma Trần trước mặt, cung kính nói, ma tôn, có gì phân phó? Quân ma Trần trực tiếp mở miệng nói, ta lại cảm giác được ma đế hơi thở, ta trực giác nói cho ta, hắn đã tới ma tộc. Chuyện này, ta nên xử lý như thế nào? Ma ảnh là quân ma Trần đoàn cố vấn một trong, sâu sắc hắn coi trọng. Quân ma Trần rất nhiều quyết sách trọng đại, đều có ma ảnh đề nghị. Ma ảnh nghe được vậy hoang đường vô cùng tiếng nói, hơi ngẩn ra, chợt ý thức được chuyện nghiêm trọng, mở miệng nói, ma tôn. Chuyện này có quá nhiều điểm khả nghi. Ma đế năm đó thiết thiết thật thật bỏ mình, thân xác và thần hồn cũng tiêu tán, căn bản không có thể có sống lại cơ hội. Bất quá, ma tôn ngài trực giác cũng không khả năng có sai. Cho nên, ta đoán, như vậy ma đế thật trở về, lấy hắn thực lực, có thể đã sớm đánh trở lại tìm đại nhân, đối phương nếu không có lập tức xuất hiện, chính là thuyết minh, ma đế giờ phút này có cực lớn hạn chế. Chúng ta hiện tại phải làm chính là bóp chết hết thảy uy hiếp. Ma tôn, như vậy uy hiếp cảm giác là lúc nào xuất hiện? Ta đề nghị. Lời còn chưa nói hết, quân ma Trần chính là rõ ràng liền cái gì? Người đâu, cầm hôm qua, hôm nay tiến vào ma tộc võ giả, toàn bộ đánh chết. Bỏ mặc thân phận gì, bỏ mặc lai lịch ra sao?
Quân Ma Trần cảm giác được một chút ma đế hơi thở, hắn phải đem hết thảy uy hiếp cũng bóp chết ở nôi bên trong. Cố nhiên cái này loại cảm giác nguy cơ hiện tại mới hiển lộ. Hắn vẫn là không yên lòng hôm qua. Đây cũng là hắn bạo quân tên từ đâu tới. Giờ phút này, Diệp Thần tự nhiên không biết Quân Ma Trần sự việc. Hắn ở tại khách sạn sau này, dự định đi ra ngoài tra tìm một chút hải ma tung tích. Hải ma ma khí nồng nặc nhất, nói không chừng có thể thức tỉnh ma đế. Từ trong khách sạn rời đi, Khổng Lão để cho Diệp Thần cẩn thận một chút. Bọn họ đi tới ma tộc bên trong, chứ ma tộc võ giả dẫn, trên căn bản cũng không biết đi ra ngoài. Chỉ sợ ở bên ngoài không cẩn thận bị xóa bỏ. Diệp Thần cười gật đầu đồng ý, hắn thực lực trước mắt, chỉ cần không trêu chọc đến người đàn ông trung niên, liền có năng lực tự vệ nhất định. Từ trong khách sạn sau khi rời đi, Diệp Thần một mình đi chỗ sâu hỏi dò. Cùng Diệp Thần rời đi 3 tiếng sau này, khách sạn nhưng xảy ra một chuyện. Khổng Lão ở lầu 1 ăn cơm, nhưng mà hắn cháu gái nhưng không cẩn thận, cháu tán lạc ở một người ma tộc võ giả trên mình. Hèn mọn nhân tộc, ta xem ngươi là tìm chết. Ma tộc cường giả trực tiếp đứng lên, hắn bản thân là tinh khiếu cảnh trung kỳ, thực lực cực kỳ cường thịnh, ở một cái tát sắp rơi đi xuống thời điểm, Khổng Lão trực tiếp ôm lấy mình cháu gái, thi triển bảo vệ tánh mạng thuật pháp né tránh. Các vị đại nhân, ngại quá, cháu gái ta không cẩn thận rơi xuống cháo, ta cho các ngươi nói xin lỗi. Khổng Lão quỳ trên mặt đất, trực tiếp sở trường phiến mình mặt, hắn thực lực không cao, căn bản không phải tinh khiếu cảnh cường giả đối thủ. Mấu chốt ở những người đó chung quanh, còn ngồi một cái người đàn ông trung niên, thực lực sâu không lường được, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Người đàn ông trung niên uống rượu, tựa như hoàn toàn không quan tâm phát sinh hết thảy. Ở ma tộc, Khổng Lão cẩn thận dè đặt đến trình độ cao nhất. Hắn nguyện ý buông tha tôn nghiêm, để cho hắn và cháu gái còn sống. Nói xin lỗi hữu dụng không? Lão xúc sinh, người có biết nơi đây là nơi nào? Đây là ma tộc, nơi này là thành tội ác. Và Khổng Lão bọn họ cùng nhau luyện đan sư, hù được run lẩy bẩy không nói câu nào. Bọn họ hiện tại cũng không dám đi cầu tình, nói không chừng đến lúc đó mình cũng sẽ bị liên lụy. Van cầu ngươi, tha ta cháu gái. Nàng còn nhỏ, ta biết luyện đan, ta có thể vì các ngươi không điều kiện luyện đan. Khổng Lão chỉ có nàng cái này một cái cháu gái, tuyệt đối không thể để cho nàng ra hiện bất cứ chuyện gì. Thật xin lỗi thúc thúc, ta đi lấy khăn lông lau cho ngươi. Khổng Lão cháu gái cũng biết mình đã gây họa, căn bản không biết như thế nào cho phải, chỉ muốn cầm khăn lông lau chùi hết. Làm nàng lúc đứng lên, chuẩn bị đi cầm khăn lông, nhưng mà lúc này, truyền tới một đạo nặng nề tiếng vang. Khổng Lão cả người thân thể ngã trên mặt đất, máu loãng tung tóe, nhỏ xuống ở bé gái trên gương mặt mặt. Khổng Lão máu loãng, còn có một chút hơi ấm còn dư lại. Bé gái đứng tại chỗ, hốt hoảng đến trình độ cao nhất, bởi vì nàng phát hiện ra ra mình đã vĩnh viễn ngã xuống. Ra ra! Ra ra! Bé gái kêu khóc đi tới Khổng Lão trước mặt, nhưng phát hiện Khổng Lão đã nhắm mắt lại, không có bất kỳ sống. Thật là thứ không biết chết sống. Tinh khiếu cảnh ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, phun nước miếng vào Khổng Lão trên thi thể mặt. Ở hắn xem ra, chỉ bất quá giết chết một cái không đáng kể nhân vật nhỏ mà thôi, căn bản không trị giá một đề ra. Giết vậy liền giết, chỉ như vậy mà thôi. Mạng người ở trong mắt bọn họ mặt căn bản cũng không đáng tiền. Ma tộc cường giả đứng lên, nhìn một cái kêu khóc bé gái. Hắn chỉ thích ngược giết thời điểm, người khác như vậy không giúp dáng vẻ, sẽ để cho hắn càng ngày càng hưng phấn, muốn không ngừng giết hại. Bé gái, ngươi quá ồn. Ta đưa ngươi đi phía dưới và ra ra ngươi đoàn tụ. Hắn đưa tay ra, muốn một cái tát trực tiếp đập chết bé gái, nhưng mà vào lúc này, đột nhiên truyền tới một giọng nói, dừng tay. Diệp Thần bước vào khách sạn, vừa vặn thấy một màn này. Hắn mặc dù trở về, bất quá cuối cùng vẫn là tới trễ một bước, Khổng Lão đã ngã xuống. Đại ca ca, ra ra ta không tỉnh lại. Bé gái thấy Diệp Thần, bước ra chân chạy tới. Ôm lấy Diệp Thần thân thể. Diệp Thần trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, nhẹ nhàng vỗ vào bé gái bả vai. Chuyện hôm nay, hắn vậy cảm nhận được ma tộc hỗn loạn. Ma đế chết sau đó, ma tộc chính là sinh linh đổ thán chi địa. Ngươi yên tâm,
ta nhất định sẽ là ra ra ngươi trả thù. Nếu như không phải là bởi vì Khổng lão mà nói, Diệp Thần cũng không biết ma tộc tình huống. Khổng lão người cũng không tệ lắm, bé gái vậy thường xuyên sẽ tìm hắn nói chuyện phiếm. Chính là ngươi giết chết Khổng lão. Diệp Thần trấn an tốt bé gái, đi tới vậy ma tộc cường giả trước mặt. Một cái lão bất tử mà thôi, giết liền giết, làm sao? Ngươi chẳng lẽ nếu muốn báo thù? Vậy ma tộc cường giả trong mắt có chút kiêng kỵ. Hắn cảm giác được Diệp Thần tu vi. Giống vậy tinh khiếu cảnh, tốt ở đối phương chỉ là tầng 4 thiên. Hắn thực lực đủ nghiền ép. Diệp Thần không có tiếp tục mở miệng, ngược lại trực tiếp cầm ra thú hủ kiếm, trên người bất hủ kiếm ý trực tiếp bộc phát ra. Ý kiến, đã không cần nói cũng biết. Nợ máu phải trả bằng máu, đã không cần nói nhảm nữa. Bất hủ kiếm ý bộc phát ra một khắc kia, sát ý bỗng nhiên ở Diệp Thần thân thể lưu động. Chanh, chanh, chanh. Thú hủ kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong khách sạn, lãnh ý không ngừng ngưng tụ. Để cho mọi người tựa như đi tới băng thiên nơi tuyết vậy. Cực kỳ lạnh. Ma tộc cường giả nhướng mày một cái, Diệp Thần trên mình tản mát ra khí thế, để cho hắn nhận ra được vẻ nguy hiểm. Đâm. Diệp Thần cánh tay bỗng nhiên bây giờ nâng lên, một kiếm điên cuồng vung chém ra đi. Ma tộc cường giả mặc dù phát hiện một ít không đúng, bất quá bây giờ nhìn lại đã có một ít chậm. Một kiếm cuồn múa ra, chung quanh không gian ngay tức thì ngưng tụ thành hàn băng, xông lên đi giết. Oanh! Trong nháy mắt bây giờ rơi xuống, tinh khiếu cảnh cường giả muốn né tránh, nhưng phát hiện là lúc đã chậm. Ở hắn nơi cổ, từng đạo máu loãng bão táp, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Một đôi mắt trợn to, đến chết cũng không nghĩ tới. Hắn lại bị người một kiếm trong nháy mắt giết. Máu loãng rất nhanh lưu trên mặt đất, một số võ giả nhận ra được không đúng, trực tiếp rời đi. Phịch! Một người chàng trai ly rượu rơi vào trên bàn, phát ra nặng nề tiếng vang, toàn bộ bàn 4-5 chia ra. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có ngăn cản, dù là đồng bạn chết, vậy không có bất kỳ bi thương. Người có biết, người giết người, là thân phận gì? Hắn cố nhiên thân phận hèn mọn, cũng không phải một mình ngươi người ngoài có thể động thủ. Ta không giết ngươi, chính ngươi chém xuống đầu lâu ngươi, chỉ ít như vậy còn có thể miễn đi một ít thống khổ. Mấy câu nói phách lối tới cực điểm, mặc dù Diệp Thần có thể trong nháy mắt giết tinh khiếu cảnh cường giả, vậy thì như thế nào, hắn nhưng mà phong môn cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa hắn cảm giác được Diệp Thần bị thương, hơn nữa còn là thương rất nặng. Thân thể còn lưu lại một chút diệt thế hơi thở. Quân ma Trần đối với bóp chết uy hiếp chuyện vô cùng để ý, tự nhiên mỗi một chi đội ngũ đều có cường giả chấn giữ. Hắn phải đem ma đế tồn tại, hoàn toàn bóp chết. Diệp Thần khóe miệng hơi dơ lên, sau đó trực tiếp mở miệng nói, ngươi xứng sao? Hắn phách lối, Diệp Thần càng thêm bá đạo. Người đàn ông trung niên từ trên ghế mặt đứng lên, một cặp tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Tự tìm cái chết. Giờ khắc này, hắn thật tức giận. Một người tinh khiếu cảnh võ giả, ở trước mặt hắn như vậy phách lối, thật là không biết sống chết. Trên người hắn ma khí không ngừng phun trào, toàn bộ khách sạn ầm ầm bể tan tành. Kinh khủng hơi thở không ngừng tràn ngập, giống như thực chất tính. Diệp Thần nhướng mày một cái, bóng người nhẹ lui về phía sau, hắn một cái tay ôm lấy bé gái, đặt ở một nơi an toàn. Làm người đàn ông trung niên bộc phát ra khí thế một khắc kia, chung quanh võ giả cũng sớm đã chạy trốn. Người đàn ông trung niên hơi thở, bọn họ hoàn toàn không đỡ được. Diệp Thần sừng sững trên mặt đất, tóc tùy ý bay lượn, thú hủ kiếm và chư thiên thần ma thương nắm trong tay. Trên người hắn ma khí trực tiếp bộc phát ra, không khí chung quanh ở giữa ma khí, hướng Diệp Thần bóng người bay qua. Ở ma tộc bên trong, vận dụng ma khí có thể nhất định có gia trì. Trong thiên địa ma khí, Diệp Thần cũng có thể hấp thu. Nho nhỏ tinh khiếu cảnh, học một chút ma tộc công pháp, liền lấy là vô địch. Ngươi ngờ đâu đạo ta mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thiên địa thế truyền khắp toàn thân, hai tròng mắt bên trong lại là tràn đầy ngọn lửa màu đen. Diệp Thần khóe miệng hơi dơ lên, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bầu trời bên trong ma khí, không ngừng tràn vào đến hắn trong thân thể. Vào giờ khắc này, cả người bóng người,
giống như một luồng ánh sáng đen, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, trực tiếp xông lên đi giết. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, trong tay chư thiên thần ma thương bỗng nhiên nâng lên. Một thương nhanh như tia chớp, động như thế lôi đình. Hắn thật ra thì có chút nghi ngờ. Những ma tộc này cường giả hiển nhiên là nhận huấn luyện, quả quyết sát phạt đến mức tận cùng. Mấu chốt nho nhỏ khách sạn tại sao còn sẽ có người đàn ông trung niên? Quá quỷ dị. Oanh! Một phát bắn ra, toàn bộ không gian đều ở đây mơ hồ hỗn loạn, ma tộc người đàn ông trung niên, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó trực tiếp cầm chặt quả đấm. Chung quanh thiên địa thế ngay tức thì phun trào, một quyền ra, giống như long hổ gầm thét. Mặc dù Diệp Thần bộc phát ra khí thế rất mạnh, bất quá hắn có tuyệt đối tự tin. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, chư thiên thần ma thương tựa như đụng phải cứng rắn đá lớn, không thể chấn động chút nào. Đáng chết, hôm đó đối kháng thiên đạo cung thương thế, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần không do dự nữa, tay cầm thú hủ kiếm, ma khí cuộn sạch, chảm thiên nhất kiếm. Một kiếm ầm ầm tới, đối mặt một kiếm này, người đàn ông trung niên buông tay ra cánh tay, nhẹ lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, rút ra trong tay huyết nhận đao. Thân đao màu đỏ như máu, không biết uống đủ rồi nhiều ít võ giả máu tươi. Trên thân huyết nhận đao sát ý điên cuồng bộc phát ra, Diệp Thần nhẹ lui về phía sau hai bước. Người đàn ông trung niên giết hại võ giả, không có 10.000 cũng có 8.000, nếu không vậy ngưng tụ không ra kinh khủng như vậy sát ý. Hắn hai tay cầm huyết nhận đao, một đao chém ra, một đạo màu máu ánh sáng, khoảnh khắc bây giờ đã xông về Diệp Thần. Trong đao mang màu máu, tràn ngập kinh khủng sát ý, phá không thanh âm vang lên. Toàn bộ không gian đều bị xé vỡ thành hai mảnh, vây xem võ giả cũng sớm đã rời đi. Hai người bây giờ bộc phát ra hơi thở chân thực quá khủng bố, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản. Ai vậy không nghĩ tới, một người tinh khiếu cảnh võ giả, lại có thể bộc phát ra, kinh khủng như vậy khí thế. Ánh sáng màu máu sắp hạ xuống, Diệp Thần trong tay chư thiên thần ma thương nâng lên, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ toái tinh. Chư thiên thần ma thương bộc phát ra sắc bén, một nhát thương đâm phá tinh thần. Toàn bộ mặt đất cũng đang không ngừng đung đưa, nhà đã không biết sụp đổ nhiều ít. Trên mặt đất một mảnh phế tích. Ánh sáng màu máu và chư thiên thần ma thương tiếp xúc trong nháy mắt, bỗng nhiên bây giờ nổ. Oanh! Kinh khủng dư âm chấn động, Diệp Thần cánh tay hơi tê dại. Nếu như không phải là ta thương thế không có hết bệnh, người sợ rằng đã là một cổ thi thể. Diệp Thần lạnh lùng nói. Vậy ma tộc phong môn cường giả nghe được như vậy lời nói, cười. Hắn nhìn lướt qua mặt đất khổng lão thi thể, nhàn nhạt nói, đúng rồi, ở ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một chuyện thú vị. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chính là muốn tới giết khách sạn này người. Phía trên có lệnh, hôm qua và hôm nay tiến vào người của ma tộc đều phải chết. Bé gái đó bất quá là chúng ta con cờ mà thôi. Lão đầu kia chết cũng là vô tội. Đây chẳng qua là ta giết người trước một điểm nhỏ thú vị mà thôi. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần lửa giận trong lòng cháy. Mình thú vị, nhưng thành lập ở người khác tử vong bên trên. Kết quả này là dạng gì thế giới tàn khốc? Trong hư không chẳng biết lúc nào đã trôi giạt hoa tuyết, bay rơi trên mặt đất. Nhiệt độ chung quanh ở trong một cái chớp mắt này hạ xuống, khí lạnh lan tràn, một đạo sáng chói kiếm mang, điên cuồng rơi xuống. Oanh! Một kiếm ra, thế như trẻ tre, giống như thần ma hạ xuống. Kiếm khí càn quét ra, người đàn ông trung niên bóng người vô căn cứ biến mất ở trong hư không, đã tới Diệp Thần bên người. Trong tay huyết nhận đao trực tiếp rơi xuống. Đâm! Diệp Thần sắc mặt hơi có chút trắng bệch, bóng người điên cuồng lui về phía sau, và người đàn ông trung niên kéo ra khoảng cách. Xem ra, phải mau sớm tu bổ thương thế. Thần quốc lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên đã có thể trong hư không thuấn di, để cho Diệp Thần căn bản không tìm được quỹ tích. Một đao rơi xuống sau này, người đàn ông trung niên trực tiếp núp ở trong hư không, tùy thời chuẩn bị cho Diệp Thần một kích chí mạng. Diệp Thần một cặp tròng mắt tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm được hắn vị trí. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, đột nhiên phát hiện người đàn ông trung niên đã ở phía trên đỉnh đầu của hắn, trong tay huyết nhận đao vậy trực tiếp rơi xuống.
Cái này một đao, tốc độ đã đạt tới một cái trình độ cao nhất, ở hắn xem ra, Diệp Thần căn bản không có biện pháp né tránh. Diệp Thần vừa định thi triển phong lôi chớp mắt, nhưng là cảm giác được cái gì? Hắn hiện tại nhưng mà ở ma tộc địa giới, nếu là muốn đối phó người của ma tộc, tốt nhất chính là lấy ma lực lượng làm thương nặng đối phương. Hơn nữa, ở chỗ này, ma lực lượng, có thể so với linh võ đại lục thế mạnh hơn. Đối với mình thương thế ảnh hưởng vậy nhỏ nhất. Ở người đàn ông trung niên một đao rơi xuống thời điểm, Diệp Thần bóng người hơi lui về phía sau. Ở hắn sau lưng, xuất hiện vô số ma thần hư ảnh. Những thứ này ma thần hư ảnh có thể hấp thu không khí bên trong ma khí, vốn là ảm đạm hư ảnh, dần dần đổi được sáng lên. Người đàn ông trung niên thấy một màn này, cả người nhướng mày một cái, ngưng tụ ma thần hư ảnh, cho dù là hắn vậy không làm được. Ma thần hư ảnh đang gầm thét, đang nộ hống. Toàn bộ không gian đều bắt đầu đang không ngừng chấn động, trong hư không, không biết lúc nào hình thành một cổ ma khí vòng xoáy. Những vòng xoáy này không ngừng lưu động, ma khí điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Ma thần hư ảnh hướng người đàn ông trung niên trực tiếp xông lên đi giết. Quỷ khóc sói tru, xa ở ngoài ngàn dặm võ giả, tựa hồ cũng đã cảm nhận được. Ma thần hư ảnh nhào tới giết, người đàn ông trung niên tạm lánh mũi nhọn, trong tay huyết nhận đao, không ngừng quơ múa. Ở quơ múa nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người đã tới người đàn ông trung niên bên người. Ở hắn đi tới trong nháy mắt, huyết ma kiếm và chư thiên thần ma thương đồng thời rơi xuống. Oanh! Bất hủ kiếm ý điên cuồng bộc phát ra, một thương một kiếm, uyển như sấm diệt thế. Người đàn ông trung niên đang bận đối kháng ma thần hư ảnh, ai biết lúc này Diệp Thần xông lại, để cho hắn ứng phó không kịp, một thương trực tiếp xuyên thấu hắn bả vai. Trên bả vai mặt nhỏ xuống trước máu đỏ tươi nước, hắn cả người nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng hơi thở trong nháy mắt bộc phát ra, Diệp Thần cả người thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng tràn ra một chút máu loãng. Người đàn ông trung niên trên mặt thần sắc tức giận không có chút nào che giấu. Hắn lại bị một con kiến hôi đánh cho bị thương. Nếu là bị quân ma Trần biết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân ma Trần không cho phép thuộc hạ thất bại. Trên người hắn ma khí không ngừng phun trào. Một cặp tròng mắt đã biến thành màu đỏ thắm. Màu máu tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như địa ngục mà đến ác ma. Diệp Thần trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Hắn phát hiện, thân thể của đối phương lại dần dần biến thành màu đỏ như máu. Hiển nhiên là một loại thuật pháp. Quân ma Trần tại sao phải phái lớn mạnh như vậy thủ hạ cưỡng ép xóa đi hôm qua và hôm nay bước vào ma tộc võ giả? Chẳng lẽ quân ma Trần phát giác mình thân phận? Giờ khắc này Diệp Thần, chỉ cảm thấy đi tới một nơi biển máu bên trong, chung quanh toàn bộ đều là vừa nhìn vô tận máu loãng đang cuồn cuộn. Người đàn ông trung niên cả người bóng người trực tiếp liều chết xông tới, một đạo máu ánh sáng màu đỏ, ngay tức thì đã tới Diệp Thần trước mặt. Hắn một hai quả đấm đầu cầm chặt, xông ra tia sáng yêu dị, bỗng nhiên rơi vào Diệp Thần phía trên ngực. Phốc suy! Diệp Thần cả người thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, một búng máu từ trong miệng phún ra ngoài. Ở hắn chuẩn bị lúc đứng lên, người đàn ông trung niên đã lặng lẽ tới. Tay cầm huyết nhận đao, bổ về phía Diệp Thần tim. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo kim quang bùng nổ. Xích Trần thần mạch kích hoạt. Diệp Thần không chút nào tổn thương. Người đàn ông trung niên cau mày, mới vừa rồi là giết chết Diệp Thần cao nhất cơ hội. Nhưng mà hiện tại nhưng bỏ qua. Vốn là ban đầu, hắn cho rằng một chiêu là có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần, nhưng mà bây giờ nhìn lại, chân thực có một ít nói vớ vẩn. Xem ra, ngươi chắc là ma tôn người muốn tìm. Vết thương trên người của ngươi rất cổ quái, tựa hồ trải qua chí cường nhất kích, nếu như ngươi không có thương tổn, ta có thể không phải ngươi đối thủ. Nhưng là thực tế vẫn đứng ở ta bên này. Đã như vậy, ta liền xách đầu ngươi đi gặp ma tôn. Diệp Thần thần sắc động một cái, không do dự nữa, dự định thi triển ngàn binh bạo và hồn khí. Hắn thần hồn ban đầu vậy bị thương nặng, muốn vận dụng hồn kỹ vậy không thực tế, miễn cưỡng còn có thể vận dụng một lần ngàn binh bạo. Ngay tại lúc này, hắn ấn đường đột nhiên tràn vào chữ viết cổ xưa. Không chỉ như vậy, còn có một đạo yếu ớt thanh âm. Người bước vào ma vực,
nguy hiểm trùng trùng, đây là ta võ, hẳn thích hợp ngươi. Còn nữa, đối kháng thiên đạo đánh một trận, thịt của ta thân thời cơ biến mất. Như muốn khôi phục, ngươi phải đi một chuyến hải ma đem ta thức tỉnh. Còn nữa, mà tôn đế cung cấm địa hẳn còn giấu có một đạo thuộc về ta máu tươi, đây là ta mới vừa cảm giác được. Sợ rằng tinh huyết này là quân ma trần lưu lại. Diệp thần con ngươi sáng lên. Đây là ma đế tuyệt học. Ở ma tộc địa giới, thi triển ma đế tuyệt học, tuyệt đối có thể phóng thích uy lực lớn nhất. Không do dự nữa, Diệp thần nhắm mắt lại, đột nhiên đưa ra chỉ một cái. Ma khí điên cuồng tràn vào đến Diệp thần chỉ một cái trong đó, chu vi 5 km ma khí, vào giờ khắc này tựa hồ toàn bộ đều đang nhảy nhót. Những thứ này ma khí tựa hồ đang hoan hô, ở vui sướng, không kềm hãm được hướng Diệp thần bên người phun trào. Ngắn ngủi không tới ba hơi thở thời gian, Diệp thần trên người ma khí đã tạo thành một cổ màu đen gió bão. Chu vi 5 km ma khí bị Diệp thần chỉ một cái, hấp thu không còn một mống. Thiên ma chỉ một cái. Lúc này, Diệp thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Người đàn ông trung niên thấy Diệp thần chỉ một cái, cả người gò má toát ra hoảng sợ thần sắc. Cái này, đây là vị kia công pháp, làm sao có thể? Giờ khắc này hắn đứng ở trong hư không, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã hạ xuống. Trong đầu còn đắm chìm trong Diệp thần chỉ một cái trong đó. Ma đế công pháp lại xuất hiện, đây chính là việc lớn. Chẳng lẽ ma đế truyền nhân đã xuất hiện? Ma tôn muốn giết chính là ma đế truyền nhân. Xa ở ra ma tộc cường giả, thấy Diệp thần chỉ một cái, cũng toát ra biểu tình hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn. Ma đế công pháp xuất hiện, quân ma trần nhất định sẽ không để lại dư lực đánh chết Diệp thần. Chu vi 5 km đều là một mảnh phế tích, ma khí phun trào, chỉ một cái bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ một cái biến dạng không gian, toàn bộ hư không cũng đang không ngừng hỗn loạn. Người đàn ông trung niên muốn né tránh, nhưng phát hiện căn bản không có thể nhúc nhích. Hắn mặc dù là ma, nhưng là ở nơi này ma đế công pháp trước, tất nhiên áp chế à. Oanh! Chỉ một cái trực tiếp rơi vào người đàn ông trung niên trên thân thể mặt, truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa. Máu loãng không ngừng tung tóe, hắn tại chỗ hóa là xương máu. Hoàn toàn chết! Diệp thần cả người gò má không có chút nào màu máu, cái này chỉ một cái đi xuống đã hao phí hết trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Thiên ma chỉ một cái, cực kỳ bá đạo. Hắn rơi trên mặt đất, tìm kiếm khắp nơi bé gái, nhưng phát hiện bé gái cũng sớm đã không gặp bóng dáng, không biết đi nơi nào. Diệp thần nhướng mày một cái, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trong biển người mênh mông, muốn tìm được một cái lời của bé gái, cực kỳ khó khăn. Phóng thích thiên ma chỉ một cái, hắn cảm giác mình thân phận đã bại lộ, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Diệp thần bóng người biến mất, nhưng mà trận chiến này nhưng ở ma tộc đưa tới sóng to gió lớn. Ma đế công pháp, lại xuất hiện. Đã đủ dắt động lòng người. Nửa ngày sau, quân ma trần ở thần ma đế cung phát ra thông báo, toàn bộ ma tộc đánh chết Diệp thần. Lúc này Diệp thần bức họa, đã truyền khắp toàn bộ ma tộc. Một khi phát hiện lập tức đánh chết. Bởi vì Diệp thần đến, toàn bộ ma tộc cũng dòng nước ngầm phun trào. Ở một nơi trong khách sạn, Diệp thần đã đeo lên mặt nạ, trên đường phố, hắn bức họa tùy ý có thể gặp. Trong khách sạn, Diệp thần ngồi ở một nơi vắng vẻ xó xỉnh, muốn sống lại ma đế mà nói, còn cần ma đế máu tươi. Ma đế mới vừa rồi đã nói cho hắn, muốn lấy được máu tươi, chỉ có đi ma tôn đế cung cấm địa. Mới có thể bắt được. Mặc dù hắn đeo lên mặt nạ, bất quá ở ma tộc, hắn thân phận sớm muộn cũng sẽ đoán được, phải bắt chặt thời gian. Duy nhất biện pháp chính là lẻn vào ma tôn đế trong cung mặt. Diệp thần quyết định mạo hiểm thử một lần, lén lén tiến vào ma tôn đế cung, đi tìm ma đế chết trước máu tươi. Đây cũng là hắn duy nhất biện pháp. Quyết định chủ ý, Diệp thần không có trễ nãi, một mặt khôi phục thực lực. Một mặt hướng ma tộc chỗ sâu nhất đi. Mấy ngày nay, Diệp thần vội vã đi đường, ở giữa gặp một ít kiểm tra võ giả, cũng mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Ở một tòa thành trì bên trong, đám người chung quanh lưu động, Diệp thần căn bản không bắt mắt. Đây là ma tộc lớn nhất thành trì, ở thành trì ngoài ngàn dặm, liền là ma tôn đế cung địa bàn. Diệp thần vốn là suy nghĩ tiếp tục đi tới trước,
nhưng ở một nơi xó xỉnh dừng lại. Ở một trong lồng này mặt, nhốt ba người phụ nữ, còn có một người bé gái. Trên người cô gái áo quần rách nát, lộ da trắng như tuyết náo nhiệt, một ít ma tộc võ giả vây xem. Ở trong lồng mặt một nơi xó xỉnh, bé gái rúc đầu, bên trong đôi mắt phủ đầy nước mắt. Y y, Diệp Thần khóe miệng khẽ mở, không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp phải Khổng lão cháu gái y y. Hắn còn lấy là đối phương trong nổ tung bỏ mình. Vốn là y y tu vi cũng không cao, ban đầu biến mất ở biển người trong đó, hoàn toàn không có năng lực tự vệ, mới sẽ bị buôn bán. Ở ma vực cần muốn mua đồ, chỉ cần có thể cầm ra cùng đồng giá trị giá bảo vật liền có thể. Dĩ nhiên nếu như có người cạnh tranh nói, liền cần xem ai tài lực hùng hậu. Diệp Thần ở chỗ này cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn, hắn một khi bại lộ thế lực, tất nhiên sẽ bị quân ma Trần người phát hiện. Cố nhiên thương thế khôi phục một ít, nhưng đối với vác quân ma Trần, hắn có thể không có lòng tin. Hắn yên lặng tới đến bên cạnh, mở miệng nói, cần gì bảo vật, ba vị này cô gái, ta mua. Mua bán là một cái người đàn ông trung niên, tu vi không tính là quá cao, kinh ngạc nhìn Diệp Thần một mắt. Ta cần ba chuôi thời không chi binh. Người đàn ông trung niên vừa mở miệng, còn lại võ giả lắc đầu một cái, vì ba người phụ nữ, bỏ ra ba kiện thời không chi binh, rõ ràng không đáng giá được. Còn như y y mà nói, đã hoàn toàn bị bọn họ cho coi thường, một người bé gái mà thôi. Có thể, Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói. Thời không chi binh ở luân hồi mộ địa bên trong còn có không thiếu, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Còn lại võ giả thấy Diệp Thần liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, âm thầm kinh hãi. Ở Diệp Thần chuẩn bị cầm ra thời không chi binh thời điểm, đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói. Ba cô gái này, bổn thiếu gia muốn. Đám người bên trong, xuất hiện một tên chàng thanh niên, thân mặc cẩm y ngọc bào, trong tay cầm một chuôi cây quạt, giống như công tử văn nhã vậy. Hắn bên người còn có 7 tên phun trào ra huyết khí và ma khí hộ vệ. Mọi người thấy chàng thanh niên không tự chủ lui về phía sau 2 bước. Vị này chính là phủ thành chủ thiếu gia, Vương Hổ. Phủ thành chủ già mới có con, đối với Vương Hổ vô cùng sủng ái. Toàn bộ thành trì ai đều sợ Vương Hổ. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, lại không có mở miệng. Ba cô gái này, lập tức đưa đến bổn thiếu gia trong phủ. Một câu nói liền thời không chi binh cũng không cần phải lấy ra, còn như Diệp Thần hoàn toàn đã bị coi thường. Một người tinh khiếu cảnh võ giả mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Vị thiếu gia này, ba cô gái này ta đã cùng hắn nói tốt, có thể hay không bỏ những yêu thích. Lúc này Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói. Nếu như không phải là bởi vì không muốn bại lộ, hắn đã sớm bạo lực giải quyết. Vương Hổ nhướng mày một cái, đột nhiên cười một tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, dám ở trước mặt hắn trả giá võ giả. Ngươi là thứ gì, cũng dám để cho bổn thiếu gia bỏ những yêu thích. Hắn đồ mong muốn, còn không có người có thể lấy đi. Một bên võ giả nhìn Diệp Thần, giống như nhìn kẻ ngu như nhau. Vương Hổ nhưng mà phách lối ngang ngược, trừ cha hắn trở ra còn không có người có thể để cho hắn sợ. Hiện tại một người tinh khiếu cảnh võ giả, lại dám đắc tội Vương Hổ, đây không phải là sống không nhịn được sao? Diệp Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn một cái lái buôn. Xin lỗi, cái này ba người phụ nữ, chỉ có thể đưa đến phủ thành chủ. Lái buôn lui về phía sau một bước, hắn chỉ bất quá làm bán lẻ, căn bản không dám trêu chọc Vương Hổ. Nếu không chờ mình chính là một cổ thi thể, căn bản không sống qua ngày mai. Ta nếu nói là không thì sao? Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm Vương Hổ, trực tiếp mở miệng nói, hắn thanh âm càng ngày càng lạnh như băng. Đây là Khổng lão duy nhất cháu gái. Bất kể như thế nào, hắn đều phải bảo vệ. Thằng nhóc, ta xem ngươi là muốn tự tìm cái chết. Vương Hổ vô cùng tức giận ngược lại cười, gọi tới một gã hộ vệ. Hắn căn bản không cần nói thêm cái gì, hộ vệ cũng đã rõ ràng có ý gì, cả người bước ra bước chân, đi tới Diệp Thần trước mặt. Tinh khiếu cảnh hơi thở trực tiếp bộc phát ra, đối mặt Diệp Thần hắn cây bản không muốn động thủ, trực tiếp dùng hơi thở nghiền ép chết liền có thể. Nhưng mà Diệp Thần đứng tại chỗ một hơi một tí, trên mặt cũng không có bất kỳ thống khổ thần sắc. Tinh khiếu cảnh uy áp,
ở trước mặt hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Vương Hổ hộ vệ chân mày nhẹ nhíu một cái, không nghĩ tới đối với Diệp Thần không tạo được bất kỳ tổn thương. Tự tìm cái chết. Hắn có đầy đủ tự tin, một đấm trực tiếp cầm hắn đánh ngã. Diệp Thần một cặp tròng mắt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, ở tinh khiếu cảnh cường giả xông lên lúc tới, chỉ bất quá bước chân đạp một cái. Một cổ vô hình sát ý ngưng tụ. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Một màn này kinh bạo mọi người con ngươi. Mấu chốt Diệp Thần cũng không có ra tay à. Mọi người. Vương Hổ thấy một màn này, cũng có một ít sững sờ, hắn hộ vệ đều là đi qua lựa chọn tỉ mỉ, nhưng không chịu nổi Diệp Thần hơi thở. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Ta nguyện ý ra năm kiện thời không chi binh, còn như Vương thiếu gia, chỉ bất quá ba người phụ nữ mà thôi, lấy người thân phận tùy tiện cũng có thể tìm được, cần gì phải theo ta tranh đâu. Diệp Thần không muốn cầm sự việc làm lớn chuyện, khoảng cách Ma Tôn đế cung, chỉ còn lại cuối cùng một khoảng cách, định đem y cứu ra, liền nghĩ biện pháp lẫn vào bên trong. Nếu như kinh động quân Ma Trần, sẽ sinh ra vô cùng không cần thiết phiền toái. Ngại quá, hiện tại đã không phải là người vấn đề. Vương Hổ trên mặt không sáng, hiện tại quan hệ đến nhưng mà mặt mũi của hắn. Nếu là thật như vậy áo não rời đi, hắn làm sao còn phối hợp. Diệp Thần cau mày, trong tròng mắt thoáng qua một chút lãnh mang, hắn đã rất cho mặt mũi. Các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không tin, không đối phó được cái thằng nhóc này. Vương Hổ hướng về phía những hộ vệ khác mở miệng nói. Nhìn mọi người vọt tới, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng may hắn khôi phục được không tệ, thần hồn đã tốt hơn rất nhiều, hắn không do dự nữa đem hồn kỹ trực tiếp phóng thích. Sát thần biển. Không tới một hơi thở thời gian, tất cả mọi người đều đã ngã trên mặt đất. Mọi người vây xem, từng cái há to mồm, giống như ngu vậy. Vương Hổ nhìn hộ vệ tơi tả ngã trên mặt đất, trong nội tâm đã hoàn toàn xốc xếch. Cái này còn là người sao? Diệp Thần từng bước một đi tới Vương Hổ trước mặt, con người tràn đầy sát ý, mở miệng nói, hiện tại cái này ba người phụ nữ ta có thể mang đi sao? Vương Hổ trong tròng mắt thoáng qua một chút khiếp đảm. Nhưng nghĩ đến mình phụ thân, nhưng mà người đàn ông trung niên, hắn không tin Diệp Thần dám ra tay. Ta phụ thân nhưng mà thành chủ, quân Ma Trần trực tiếp thụ dư thành chủ, người tốt nhất cầm ba người phụ nữ nhường cho ta, nếu không. Bót! Vương Hổ lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một cái tát đã quất tới. Ta hiện tại hỏi ngươi, các nàng ba người, ta có thể hay không mang đi? Vương Hổ bị một cái tát đánh có chút mơ hồ. Đến hiện tại cũng không có tỉnh lại. Ta phụ thân nhưng mà. Bót. Đáp lại hắn đồng dạng là một cái tát. Giờ phút này mặt hắn gò má giống như đầu heo như nhau. Cũng sớm đã không có công tử văn nhã hình dáng. Diệp Thần nhìn một cái hàng rong, cầm ra thời không chi binh cho hắn, sau đó bắt cái lồng trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại nhất định phải mau rời khỏi, một khi bùng nổ chiến đấu, đến lúc đó hắn thân phận căn bản không che giấu được. Dọc theo đường đi không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp rời đi thành trì, đi tới một nơi vùng núi hoang vu, sau đó mở ra cái lồng. Các ngươi rời đi đi, nàng lưu lại. Đối với ba người nữ nhân này, Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Ba cô gái từ bên trong lồng che đi ra, nhìn một cái Diệp Thần, sau đó xoay người rời đi. Các nàng không nghĩ tới, cái này người thanh niên lại đối với bé gái cảm thấy hứng thú. Bất quá ở ma tộc, dạng gì võ giả đều có, các nàng có thể sống đã vui mừng. Cùng mọi người rời đi sau đó, y ở trong lồng mặt run lẩy bẩy, Diệp Thần bắt lại mặt nạ, khôi phục bản thân tướng mạo. Không cần sợ. Y mở mắt ra nhìn một cái, phát hiện là Diệp Thần, vội vàng từ bên trong lồng tre chạy đến, ôm lấy Diệp Thần. Hiện tại gia gia của nàng đã chết, y nhận vì mình duy nhất người thân, chỉ còn lại Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn lập tức phải đi Ma Tôn đế cung, y làm thế nào? Hắn cũng không khả năng mang y. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Cửu U quốc sở doanh gia tộc đem Vọng Nguyệt lâu không chỉ lái đến Thần Hỏa học viện, càng lái đến Linh Võ đại lục và ma tộc. Mà ở cách đó không xa, vừa vặn có một tòa sở gia Vọng Nguyệt lâu.
Y, chờ một chút, ngươi không cần phải sợ, ta đưa ngươi đi một nơi nơi an toàn. Thu xếp ổn thỏa Y, Diệp Thần một đường phi hành, rốt cuộc đi tới Ma Tôn Đế Cung chỗ ở đỉnh núi, chỉ bất quá hắn cũng không có đi lên. Hắn cũng không cách nào đi lên. Phía trên tầng tầng nguy hiểm. Bước ra một bước, chính là tử vong. Hắn có thể cảm giác được chung quanh sát ý vô tận, cực kỳ lạnh như băng. Thậm chí lui tới người, hắn gặp được rất nhiều phong môn cảnh. Thậm chí còn có thái hư cảnh. Đây cũng là quân ma trần nội tình sao. Lớn mạnh như vậy, vượt xa linh võ đại lục. Bạo quân chi địa, không cẩn thận, Diệp Thần tất nhiên chết. Đây có thể so với kia diệt thế kiếm còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ ma đế thân xác không xây lại? Tuyệt đối không được. Hắn ở muốn như thế nào tiến vào Ma Tôn Đế trong cung mặt, liên tiếp ở bên ngoài bồi hồi 3 ngày, rốt cuộc bắt một người tu vi hơi thấp đệ tử. Vừa mở miệng hỏi dưới, biết ngày mai sẽ có một cái y đạo trưởng lão trở về. Mấu chốt cái này thực lực của trưởng lão không hề coi là quá cao. Cái này làm cho Diệp Thần bắt một chút cơ hội, đến lúc đó chỉ cần bắt được vị trưởng lão này, ngụy trang thành hắn dáng vẻ liền có thể. Nhưng mà, Ma Tôn Đế cung cường giả như mây. Thậm chí có thể có chém ách và thái hư cảnh cường giả. Hắn một cái tinh khiếu cảnh thì như thế nào giả gắn? Suy nghĩ một chút là dễ dàng, nhưng là thực hiện nhưng là khó khăn trùng trùng. Ngay tại lúc này, để cho Diệp Thần bất ngờ thanh âm vang lên. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi, nhưng là ta cũng có điều kiện. Ta thuật dịch dung, đừng nói thái hư cảnh, chém ách cảnh cũng không nhất định có thể phát hiện. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Thương cổ y thần thanh âm. Diệp Thần ngẩn ra, trầm ngâm chốc lát, vẫn là nghiêm túc nói, được. Ta đáp ứng, ngươi muốn ta làm gì? Thương cổ y thần khẽ mỉm cười, không gấp, ta liền làm ngươi đáp ứng. Thời cơ chưa tới. Ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ sẽ nhiễu loạn ngươi đạo tâm. Dù sao, đến lúc đó, bất kể là cái gì, ngươi phải làm. Diệp Thần núp ở một nơi bên trong dãy núi mặt, đây là y đạo trưởng lão đường phải đi qua. Hắn cũng sớm đã hỏi dò tốt thực lực, chỉ bất quá một người phong môn tầng 4 thiên ông già, có thể ở ngắn nhất tốc độ bắt lại. Ngày thứ 2 đến, Diệp Thần phát hiện trong hư không một bóng người xuất hiện. Rõ ràng chính là vị trưởng lão kia. Đối phương cả người áo bào đen, có một cái cổ quái cái dương, cùng chi tạo thành so sánh chính là, trên trán mặt có một đạo đao sẹo, cả người âm khí dày đặc. Diệp Thần mang theo mặt nạ, cả người trực tiếp bay về phía trong hư không mặt. Làm Diệp Thần bóng người trôi lơ lửng ở hư không thời điểm, Ma Tôn Đế Cung y đạo trưởng lão dừng lại ở tại chỗ, nhìn một cái, phát hiện chỉ là một người tinh khiếu cảnh võ giả. Cút. Như vậy thực lực, hắn liền xuất thủ dục vọng cũng không có, nhưng mà Diệp Thần dừng lại ở tại chỗ, khóe miệng toát ra một chút sát ý. Quỷ mị giống vậy bóng người bỗng nhiên xông tới, ở hắn xông tới trong nháy mắt, thú hủ kiếm nắm trong tay, khoảnh khắc bây giờ nâng lên. Ma Tôn Đế Cung y đạo trưởng lão nhướng mày một cái, thằng nhóc này là muốn tìm chết không được. Tinh khiếu cảnh cũng dám đối với hắn người ra tay. Dĩ nhiên hắn vậy không có để ý. Một con kiến hôi mà thôi, một cái tát có thể giải quyết hết. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xông tới, làm hai người càng ngày càng gần thời điểm. Y đạo trưởng lão đột nhiên cau mày, Diệp Thần bộc phát ra hơi thở, lại để cho hắn cảm giác được vẻ nguy hiểm. Điều này sao có thể? Hắn bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều, muốn cử động nữa dùng mấy phần lực đạo, như vậy mà đã không kịp. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm. Đã bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Oanh! Một kiếm tựa như có 5 tấn nặng, rơi vào y đạo trưởng lão trên cánh tay mặt. Đâm! Máu loãng tung tóe, nhỏ xuống đất, y đạo trưởng lão phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị một kiếm cho chặt đứt. Các hạ người nào, ta có thể là Ma Tôn Đế Cung y đạo trưởng lão, người sẽ không sợ trả thù. Ở ma tộc bên trong. Ma Tôn Đế Cung chính là một đồ vật khổng lồ, trên căn bản không có bất kỳ thế lực dám trêu chọc. Xin lỗi, ta cần muốn mượn ngươi thân phận dùng một chút. Vừa vặn, ta cũng muốn gặp quân Ma Trần. Vừa vặn, ta cũng muốn gặp quân Ma Trần. Lời này vừa nói ra, vậy y đạo trưởng lão bối rối. Người này lại muốn đi gặp quân Ma Trần.
quân ma trần nhưng mà ma tộc nắm giữ, tay cầm cao nhất quyền lợi. Giết người uống máu tồn tại. Rất nhiều thái hư cảnh cũng không dám nhìn thẳng quân ma trần. Mà thanh niên trước mắt lại có thể như vậy không biết sống chết. Người điên. Mấu chốt cái này người thanh niên thực lực lại không cách nào lường được. Mình hiển nhiên không cách nào chống lại. Y đạo trưởng lão ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, không do dự nữa, trong tay sử dụng một tấm phù văn. Phù văn ngay tức thì cháy, ngọn lửa màu đen bọc toàn thân. Nháy mắt tức thì, hắn chính là hướng ma tôn đế cung đi. Chỉ phải trở về tông môn, liền sẽ an toàn, nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, mình tốc độ lại đang từ từ giảm bớt. Lạnh như băng kiếm ý giống như một con cự thú, không ngừng đến gần. Một kiếm này y đạo trưởng lão căn bản chạy không thoát. Oanh! Một kiếm rơi xuống, ma tôn đế cùng y đạo trưởng lão, cả người thân thể rơi trên mặt đất. Thời khắc này hắn đã thoi thóp, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn lạnh như băng con ngươi nhìn về phía Diệp Thần, tiểu súc sinh, bước vào ma tộc chi địa, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như ngươi giết ta, ma tôn đế cung cường giả vẫn là sẽ phát hiện ngươi. Ngươi tu vi hơi thở, không cách nào che đậy. Ma tôn đại nhân, sẽ để cho ngươi chịu đựng địa ngục cơn giận. Không chỉ ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Dứt lời, Diệp Thần một chỉ điểm ra, hạ xuống y đạo trưởng lão trên ấn đường. Hơn nữa, vô số trí nhớ phun trào. Trong đầu hắn xuất hiện từng đạo quân ma trần bạo hành. Lại là phát hiện quân ma trần thủ hạ còn có một chi đủ để dung chuyển hết thảy thiết quân. Trực tiếp tiến vào trong đó, có thể so với tiến vào hang hổ. Mình nếu là bị phát hiện, tất nhiên cửu tử nhất sanh. Diệp Thần sẽ lùi bước sao? Dĩ nhiên không thể nào. Chuyện này quan hệ đến ma đế thân xác gặp lại. Ngày đó, nếu như ma đế không giúp mình, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì phần ân tình này, Diệp Thần có phải là giúp? Diệp Thần dọn dẹp sạch y đạo trưởng lão thi thể, hắn tướng mạo và khí tức cũng sớm đã nhớ ở trong lòng. Hắn mở miệng nói, thương cổ y thần tiền bối, hiện tại đến ngươi. Dứt lời, một đạo thân ảnh vô căn cứ ngưng tụ. Tiên phong đạo cốt dung mạo, tựa như có thể dung chuyển thiên địa. Chỉ tiếc, thương cổ y thần toàn thân cũng lộ ra một cổ ngạo khí. Trong xương tản ra kiêu ngạo. Thương cổ y thần nhìn lướt qua chung quanh, cười nói, cái này thuật dịch dung vốn nên dùng cho chém ách cảnh, dùng ở trên mình ngươi, đúng là lãng phí. Xem ở ngươi đáp ứng lão phu ở phía trước, lão phu liền cố mà làm giúp ngươi một lần. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, thương cổ y thần bước ra một bước, quanh thân lại trôi lơ lửng mấy ngàn đạo châm cứu. Châm cứu ngưng tụ, nháy mắt tức thì ở hắn sau lưng biến thành một đạo bát quái chi đồ. Thương cổ linh y quyết, lừa gạt trời, qua biển, tìm, đạo nguyên, mở. Một tiếng rầy dưới, ngàn đạo châm cứu bắn ra. Tựa như vượt qua thời không. Diệp Thần có thể cảm giác được chung quanh khí lưu phun trào. Hắn mặt mũi lại đang mắt thường tốc độ xuống thay đổi. Không chỉ như vậy, hắn tu vi và toàn bộ khí tức bị che đậy. Mấy giây sau đó, châm cứu trở về vị trí cũ. Thương cổ y thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi muốn ta làm sự việc đã ổn thỏa, đừng quên ngươi cam kết. Nếu như ngươi dám vi phạm, ta bản thể có thể giết thái hư đỉnh cấp, thần niệm cũng có thể hủy tinh khiếu ngươi. Đúng rồi, còn có một việc ngươi phải chú ý, ngươi ở dịch dung dưới trạng thái tận lực không thể ra tay, một khi ra tay, ta vì ngươi che đậy hết thảy liền sẽ hiển lộ một ít, thái hư cảnh tự nhiên không cách nào phát hiện. Nhưng là chém ách cảnh cũng hoặc là cao hơn tồn tại, rất có thể phát hiện. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được sát ý lạnh như băng, hắn bất đắc dĩ cười khổ. Luân hồi mộ địa như thế nhiều vị đại năng, vẫn là một lần đầu bị đại năng uy hiếp. Hắn vậy không do dự nữa, trực tiếp hướng ma tôn đế cung đi. Thần quốc, thiên đạo cung. Chỗ sâu nhất đền. Bầu không khí ngưng trọng. Trên thần long người đàn ông ngồi ở trên đài cao. Trong mắt hiện lên sát ý và lửa giận. Mà dưới đài cường giả, rối rít cúi đầu, thậm chí không dám thở ra một hơi. Những người này, phàm là một người chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân,
liền có thể làm cho cả linh võ đại lục nghênh đón diệt thế động đất. Bầu không khí dần dần kiềm chế đến băng điểm. Ngay tại lúc này, trên thần long người đàn ông chợt đứng lên, năm ngón tay bỗng nhiên giương ra. Trước mặt nhất một cái ông già ngay tức thì bị một cổ lực lượng vô tận hút vào. Người đàn ông bóp lại ông lão cổ. Một đám phế vật, Viêm Thiên Long thần biến mất bao lâu? Ta để cho các ngươi lật lần toàn bộ linh võ đại lục. Tại sao còn không có tìm được? Viêm Thiên Long thần đi theo ta Hiên Viên Mặc Tà nhiều ít năm. Chưa bao giờ biến mất lâu như vậy. Ta bỏ mặc hôm đó chuyện gì xảy ra, cũng không để ý huyết long kia lai lịch ra sao. Ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian, nếu như một ngày sau, ta còn không thấy được Viêm Thiên Long thần, người này chính là kết quả của các ngươi. Dứt lời. Vô tận năng lượng phun trào. Hiên Viên Mặc Tà trong tay ông già ngay tức thì hóa là một đạo xương máu. Đầy trời máu tươi nhiễm đỏ Hiên Viên Mặc Tà tay. Dưới đài tất cả mọi người sau lưng cấp cấp phát rét. Chết đi kia ông già nhưng mà thần quốc một cái thế lực cường đại gia chủ à. Tu vi lại là chém ách cảnh. Nhưng là bị thiên đạo kia cung cung chủ Hiên Viên Mặc Tà biến dạng. Mọi người trong lòng cố nhiên không vui, nhưng là bọn họ chỉ có thể phục tòng. Nếu không phải vậy cấm chế thời gian chưa tới, Hiên Viên Mặc Tà bản thể không cách nào bước ra thiên đạo cung. Nếu không, toàn bộ linh võ đại lục đã sớm hóa là một phiến huyết đồ chi biển. Hiên Viên Mặc Tà ngồi về vị trí, tay phải không biết lúc nào xuất hiện một tấm linh khí bốn phía khăn tay. Hắn nhẹ nhàng lau chùi lòng bàn tay máu, lần nữa mở miệng nói, ngày đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương và cái đó người của ma tộc ra tay giúp thằng nhóc này, tựa hồ mượn chính là ma vực lòng đất lực lượng. Nếu như ta không đoán sai, thằng nhóc kia và Vĩnh Hằng Thánh Vương đều rơi vào ma tộc. Quân ma trần có thể như vậy ổn định chấp trưởng ma tộc, nhờ vào ta thần quốc trợ giúp. Ở ta xem ra, hắn thực lực mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng là một con chó. Nghe nói con chó này gần đây có chút phản nghịch, để cho ở ma tộc những thần kia người trong nước, đưa một cái yêu thi thể chó, sau đó nói cho quân ma trần, thần quốc không thích không nghe lời chó. Người ở dưới đài sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là chắp tay nói, cung chủ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau này, Diệp Thần một đường hướng Ma Tôn Đế Cung đi tới. Đi tới Ma Tôn Đế Cung ngoài cửa, hai người đệ tử cung kính mở miệng nói, Tiêu trưởng lão. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, sải bước đi vào Ma Tôn Đế trong cung mặt, dựa theo chết đi y đạo trưởng lão trí nhớ, đi tới chỗ ở. Hắn phát hiện trong phòng còn có ba cái trần trụi cô gái, rất hiển nhiên là Tiêu Phong nữ cưng chiều. Diệp Thần để cho các nàng mặc vào quần áo rời đi, một mình ngồi ở bên trong phòng, dựa theo Tiêu Phong trí nhớ, Ma Tôn Đế cung cấm kỵ, ở phía sau núi. Quân ma trần để cho người bất kỳ không được bước vào. Một khi bước vào, liền là tội chết. Hơn nữa, ở phía sau núi có một nơi trận pháp, ngăn cản người bất kỳ tiến vào. Diệp Thần không xác thực định vậy là cấp bậc gì trận pháp. Nhưng ở hắn xem ra, quân ma trần trong tay giấu ma đế máu tươi tất nhiên ở phía sau núi. Nếu như thượng cổ cao cấp trận pháp, chém ách đều không cách nào chống lại, vậy hắn chuyến này tất nhiên sát phũ mà về. Bất quá nếu đã tới Ma Tôn Đế cung, Diệp Thần vẫn còn đi một chuyến sau núi. Quyết định chủ ý, Diệp Thần chuẩn bị hiện tại liền đi sau núi, thời gian kéo dài càng lâu, hắn lại càng dễ dàng bại lộ. Từ bên trong phòng đi ra, dọc theo đường đi gặp đệ tử, đều cung kính hướng hắn thi lễ. Rất hiển nhiên, vị này y đạo trưởng lão ở chỗ này thân phận tôn quý. Ở càng ngày càng đến gần phía sau núi thời điểm, Diệp Thần đột nhiên bây giờ dừng bước chân lại. Hắn con người đông lại một cái, cách đó không xa lại có ba vị thần quốc chi người. Ba người bên hông ngọc bài và vậy thần huyền tông thánh nữ ngọc bài giống nhau như đúc. Bất quá, cái này ba người cực kỳ trẻ tuổi, tu vi ở phong môn 8 tầng thiên trên dưới. Không thể không nói, thần quốc yêu nghiệt tài, vượt xa linh võ đại lục. Mấu chốt thần quốc người tại sao sẽ xuất hiện ở ma tộc nơi hạch tâm? Ngay tại lúc này, cái này ba tên thần quốc cường giả ăn mặc hoa lệ áo khoác, đi vào trong đại điện mặt. Quân ma trần lại và thần quốc có cấu kết. Cái này làm cho Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tiếp tục đi sau núi, cầm thần quốc sự việc, nén ở trong lòng mặt. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân lại dừng lại.
hắn có thể cảm nhận được mình đi về trước nữa một bước, chính là hủy diệt vực sâu. Bởi vì trước mặt chính là quân ma trần bày thượng cổ trận pháp. Trận pháp này tràn đầy diệt thế lực. Hơn nữa tâm trận ở sâu nhất chỗ. Liền bước vào tư cách cũng không có, thì như thế nào phá vỡ tâm trận. Trận này, cơ hồ không rõ ràng. Xem ra quân ma trần trận pháp thành tựu cũng là nghịch thiên, trận pháp như thế, đừng nói ta, sợ rằng thái hư cảnh cũng không cách nào chống lại. Chẳng lẽ chỉ như vậy trở về? Diệp thần có chút không cam lòng. Ngay tại lúc này, Diệp thần xuất hiện trước mặt một đạo hư ảnh. Hư ảnh lưng đeo cái hộp kiếm, quanh thân tản ra ác liệt kiếm thức. Tựa như, hắn chính là một thanh kiếm. Ra khỏi vỏ kiếm. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi có thể phá ra trận này? Diệp thần kích động nói. Phong Thanh Dương lắc đầu một cái, nếu như bản thể, ta có lẽ thật có thể phá ra, nhưng là cái này thần niệm lực lượng, xa xa không đủ. Diệp thần con ngươi hơi chăm chú, vậy sư tôn ngài đi ra ngoài là tại sao? Phong Thanh Dương bước ra một bước, tay áo bào theo gió múa, ta mặc dù không cách nào phá vỡ, nhưng là không đại biểu người khác không được. Hơn nữa, ta lục đạo cái hộp kiếm, nếu như hấp thu trận pháp này lực lượng, có lẽ vậy còn dư lại ba kiếm, có thể trước thời hạn ra đời. Diệp thần nghĩ tới thương cổ y thần, thở dài một hơi, sư tôn ngươi nếu như là nói vậy quái lão đầu, vẫn là đừng hy vọng, hắn không thể nào giúp ta tháo ra trận pháp này. Ở Diệp thần xem ra, luân hồi mộ địa đại năng hẳn chỉ có thương cổ y thần có thể giải quyết cái này quân ma trần trận pháp. Phong Thanh Dương cười một tiếng, ta không phải chỉ thương cổ y thần. Vậy là ai? Diệp thần có chút bối rối, mới vừa muốn nói cái gì, một cái trứng khổng lồ vô căn cứ xuất hiện. Trứng khổng lồ lóe lên sáng chói đỏ xanh ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Lại là Tiểu Hoàng. Hơn nữa Diệp thần kinh ngạc phát hiện Tiểu Hoàng quanh thân vỏ trứng lại xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách cực kỳ cổ quái, phảng phất là đang mô tả một bức họa. Chẳng lẽ vỏ trứng bên ngoài vết rách họa ngưng tụ, chính là Tiểu Hoàng lột vỏ ngày. Tiểu Hoàng khá là hưng phấn, ở Diệp thần quanh thân trôi lơ lửng. Bỗng nhiên, Tiểu Hoàng chợt hướng phía sau núi trận pháp phóng tới. Tiểu Hoàng, trở về. Diệp thần sắc mặt đại biến, trận pháp kia lực lượng, đủ để biến dạng Tiểu Hoàng cái này trứng khổng lồ à. Nhưng mà sự việc quá mức đột nhiên, Diệp thần không cách nào ngăn trở. Một giây. 2 giây, 3 giây. Diệp thần diễn cảm nhưng là thay đổi, Tiểu Hoàng tiến vào vậy cuồng bạo năng lượng trận pháp, lại không có một chút tổn thương. Hơn nữa, nó còn đang hấp thu trận pháp lực lượng. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở Càn Khôn sát vực, Tiểu Hoàng nhưng mà một miệng nuốt thượng cổ trận pháp cự thú à. Tiểu Hoàng căn bản không sợ hãi trận pháp này. Phong Thanh Dương khẽ mỉm cười, đồ nhi, ngươi có thể đừng đánh giá thấp tên này. Tên này luyện hóa xương sườn cũng không phải là vậy thượng cổ sư ma chiến thần xương sườn. Xương sườn kia bên trong còn có một cái khác thượng cổ cường giả máu tươi. Nếu không ngươi thật lấy là Tiểu Hoàng muốn luyện hóa lâu như vậy. Nói tới chỗ này, Phong Thanh Dương sử dụng lục đạo cái hộp kiếm. 6 kiếm trôi lơ lửng ra. Tiểu Hoàng hiển nhiên cũng là biết Phong Thanh Dương tồn tại, lại là đem một chút trận pháp năng lượng hội tụ ở cái hộp kiếm bên trong. 10 phút sau đó, trận pháp chi một người trong lỗ to lớn biến dạng. Đủ một người bước vào. Phong Thanh Dương thu hồi tràn ngập trận pháp năng lượng cái hộp kiếm, hài lòng mở miệng nói, đồ nhi, nhanh lên tiến vào đi, trễ nữa, quân ma trần liền phát hiện. Diệp thần gật đầu một cái, con người ngưng trọng, sờ một cái Tiểu Hoàng, trực tiếp bước vào trận pháp bên trong. Sau núi bên trong, sương mù bao phủ. Diệp thần kinh hãi phát hiện sương mù lại hàm chứa tiên thiên khí độc. Nếu như vậy võ giả đụng chạm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không biết quân ma trần từ nơi nào làm tới những thứ này sương mù. Cường giả khác có thể kiêng kỵ cái này sương mù, có thể Diệp thần hồn nhiên không sợ. Hắn bất hủ thần thể, xích trần thần mạch, thậm chí còn ma khu, hơn nữa hắn cắn nuốt thiên vụ yêu, tu được sương mù hóa thần thông. Cái phim này độc sương mù ở hắn trong mắt lại coi là cái gì? Diệp thần ngay tức thì tiêu tán. Chớp mắt bây giờ, liền xuất hiện ở chính giữa chi địa. Để cho Diệp thần bất ngờ phải, to lớn sau núi, chỉ có một tế đàn.
chung quanh tế đàn cắm thời không chi binh, thần khí, thậm chí chân thần khí. Thủ bút lớn như vậy, ta ở bất kỳ địa phương cũng không có được. Nếu đã tới, vậy quân ma trần, ta liền cảm ơn ngươi lễ vật. Diệp thần trực tiếp đem những vũ khí này thu vào luân hồi mộ địa. Nhiều lính như vậy khí, đủ bùng nổ cùng nhau cực đoan ngàn binh bảo. Không có vũ khí, Diệp thần tầm mắt rơi vào trong tế đàn ương, chính là một cái bình ngọc màu đen. Làm đến gần bình ngọc màu đen, Diệp thần chính là có thể cảm nhận được mi tâm đau nhói cảm giác. Bình ngọc này tất nhiên và ma đế có liên quan. Nơi này chắc là gửi ma đế máu tươi địa phương. Diệp thần hô hấp dồn dập, không muốn lãng phí thời gian, năm ngón tay trực tiếp đụng chạm vậy bình ngọc. Hắn cố nhiên không sợ hết thảy, nhưng ở cường giả này như mây quân ma trần chi địa ở lâu một giây, đều tràn đầy cao nhất nguy hiểm. Hắn phải lập tức rời đi. Nhưng mà, làm Diệp thần tay chạm được bình ngọc nháy mắt, bỗng nhiên, toàn bộ tế đàn ầm ầm nổ. Vô tận khí lưu phun trào. Diệp thần thân thể tại chỗ bị lật. Cùng thời khắc đó, ở Ma Tôn Đế Cung trong đại điện mặt, quân ma trần tròng mắt mở ra, đỏ thẫm ngọn lửa tràn ngập. Điều này đại biểu quân ma trần lửa giận. Hắn cả người trực tiếp đứng lên, bay về phía hư không. Tất cả trưởng lão, toàn bộ đi sau núi. Lại có thứ không biết chết sống dám động ta quân ma trần đồ. Sau núi mặc dù chỉ có một trận pháp ngăn trở, bất quá trừ phi hắn vận dụng ma đế máu tươi, một khi có khác biệt người cầm, hắn lập tức là có thể cảm giác được. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo cường giả hơi thở trực tiếp xông vào hư không. Bọn họ có thể cảm giác đến ma tôn tức giận, cũng không biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở Ma Tôn Đế Cung sau núi, Diệp thần cả người sắc mặt trở nên khó coi. Từ cung điện nổ một khắc kia, hắn cũng biết, bị phát hiện. Thương cổ y thần thuật dịch dung cũng vô ích. Hắn vội vàng ăn vào mấy viên thuốc, thi triển phong lôi chớp mắt chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lúc này trong hư không, một đạo kinh khủng hơi thở hạ xuống. Diệp thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một người đàn ông trung niên đứng lơ lửng, lãnh ngạo, phách tuyệt thiên hạ khí thế bức người. Trên người hắn ma khí phun trào, vẻn vẹn chỉ là tức lưu động đi ra. Diệp thần cũng đã cảm giác được kiềm chế, để cho hắn có một ít không thở nổi. Quân ma trần, chỉ có Ma Tôn Đế Cung ma tôn, mới có thể phát huy ra được khí thế. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người đi tới quân ma trần phía sau. Phong môn cường giả đỉnh phong thì có 30 người. Thái hư cường giả 10 người. Hơn nữa chém ách cảnh quân ma trần. Đội hình như vậy, tuyệt đối coi là lên sang trọng, chỉ là nhằm vào Diệp thần một người. Đừng nói tinh khiếu cảnh Diệp thần, coi như là phong môn cảnh Diệp thần cũng là chắp cánh khó khăn bay à. Ta là kêu ngươi Tiêu Phong vẫn là Diệp thần. Quân ma trần thanh âm lạnh lùng trực tiếp mở miệng nói. Hắn bây giờ không có cuống cuồng động thủ, hoàn toàn không lo lắng Diệp thần có thể chạy trốn. Đối mặt lớn mạnh như vậy đội hình, Diệp thần như thế nào có thể đủ bình yên rời đi? Hai người phong môn cảnh hậu kỳ cường giả, cũng đã đủ được tiểu xúc sinh này. Diệp thần khôi phục vốn là tướng mạo, giờ phút này, ở quân ma trần trước mặt, bất kỳ giả gắn đều vô dụng. Trong tay thú hủ kiếm và chư thiên thần ma thương trực tiếp lấy ra, muốn chạy trốn đã không thể nào, chỉ có thể tử chiến. Giờ khắc này, hắn đã làm xong chuẩn bị chết trận. Mấu chốt hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào từ nhiều cường giả như vậy chi địa thoát đi. Còn sống, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Canh kim khí, bất hủ kiếm ý, máu thần, huyền diễm, ma khí điên cuồng bộc phát ra. Giờ khắc này mở hết hỏa lực. Các ngươi ra tay, bắt hắn. Diệp thần hoàn toàn không đáng giá được quân ma trần tự mình ra tay, chỉ cần thủ hạ hắn đi làm. Phong môn cảnh cường giả nhẹ khẽ gật đầu. Đi thẳng tới Diệp thần trước mặt. Chỉ riêng mấy người bộc phát ra hơi thở, sẽ để cho Diệp thần cảm giác trong thân thể hơi thở, đều đã có chút không chót lọt. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, trong tay thú hủ kiếm, trước nhắm ngay một người phong môn cảnh tầng 7 thiên võ giả. Hắn đã làm xong quyết tâm liều chết, có thể giết nhiều ít coi là nhiều ít. Một kiếm giống như kinh hồng, bỗng nhiên rơi ở thân thể của đối phương phía trên, bộc phát ra một tiếng hét thảm. Mà ở Diệp thần phía sau, nhưng xuất hiện 5 tên phong môn cảnh hậu kỳ cường giả,
bỗng nhiên ra tay. Oanh! Diệp Thần một búng máu trực tiếp phun ra ngoài, cả người sắc mặt lộ vẻ được có một ít trắng bệch, sau đó vừa quay người, Chư Thiên Thần Ma Thương trực tiếp đâm ra đi. Sắc bén chớp mắt rồi biến mất, xuyên qua một cánh tay của người, nhưng là không có chút nào tác dụng. Chiến cuộc cực kỳ bất lợi. Máu loãng ở Chư Thiên Thần Ma Thương đầu thương phía trên giọt rơi trên mặt đất. Diệp Thần đánh chết một người, bóng người không ngừng lui về phía sau, và bọn họ kéo ra khoảng cách. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, trong tay cầm ra những cái kia trong tế đàn lấy được thời không chi binh, thần khí, thậm chí còn chân thần khí. Hắn cố bất cập đau lòng. Liền làm vẫn còn cho quân ma trần. Ngàn binh bảo. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, vô số ngút trời kiếm ý binh khí bỗng nhiên ném ra. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên phóng thích lớn mạnh như vậy ngàn binh bảo. Ở vận dụng nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác mình cường đại thần hồn căn bản không đủ dùng. Phốc! Một miệng đỏ bừng máu tươi khạc ra. Diệp Thần sắc mặt cực độ trắng bệch. Giá quá lớn. Diệp Thần không để ý hết thảy, đem xích trần thần mạch kích hoạt, hơn nữa cấp tốc hướng một phương hướng đi. Nếu lấy được ma đế máu tươi, vậy liền rời đi. Hiện tại hắn đã không suy nghĩ có thể hay không trở lui toàn thân. Cái này loại ngàn binh bạo kích hoạt, hắn cũng sẽ bị này thiệt hại nặng. Chỉ có thể xem xích trần thần mạch có thể ngăn bao nhiêu. Mấu chốt, hắn đến bây giờ còn không hiểu, hấp thu trần bia, lăng phong thần mạch rốt cuộc tác dụng gì. Chẳng lẽ là gân gà? Không phải nói trần bia mới là làm yếu sao? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, bởi vì kinh khủng hơi thở bỗng nhiên tràn ngập ra. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, kinh khủng dư âm lan truyền đến bốn phía, toàn bộ sau núi trực tiếp nổ tung, bụi đất tung bay. Ở tiếng vang bên trong, còn truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Phong môn cảnh hậu kỳ căn bản không cách nào ngăn cản. Thậm chí thái hư cảnh cường giả toàn bộ lui về phía sau, từng cái máu tươi bước ra. Vận dụng bảo vệ trận pháp chống cự cái này dư âm. Trong hư không, quân ma trần đối mặt một màn này, trên mặt không có bất kỳ để ý, tựa hồ chết nhiều hơn nữa phong môn thủ hạ, cũng không biết để cho trong nội tâm của hắn mặt có một tia một hào chập chờn. Ở hắn trong mắt, ngàn binh bạo lực lượng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với vác hắn, còn chưa đủ. Hắn không gấp trước động thủ. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần cũng không có bộc lộ ra và ma đế bất kỳ liên lạc nào. Hắn vô cùng cẩn thận. Hắn không rõ ràng quát linh võ ma đế tại sao sẽ chọn như vậy hèn mọn con kiến hôi. Hắn muốn biết càng nhiều. Giết Diệp Thần, có thể những thứ này hắn nghi ngờ đồ, liền vĩnh viễn không có đáp án. Diệp Thần tại không gian lưu lại một đạo tàn ảnh, phong lôi chớp mắt thi triển đến mức tận cùng. Đột nhiên, hắn thân thể dừng lại, bởi vì hắn phát hiện một cổ kinh khủng hơi thở trực tiếp xác định hắn. Phong môn tầng 9 thiên đỉnh cấp cường giả đối với hắn ra tay. Chỉ gặp trong hư không, một đạo bàn tay to lớn, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ thời gian né tránh. Oanh! Một cái tát đi xuống, Diệp Thần từ hư không trực tiếp bị vỗ xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Hụ hụ hụ! Hắn cả người sắc mặt dị thường trắng bệch, chật vật từ mặt đất đứng lên. Một cặp tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hư không lên cường giả. Phong môn cảnh cường giả đỉnh phong nhất kích, rơi vào hắn trên mình, chỉ cảm thấy đúng cái xương người cũng sắp rã rời. Hắn vốn là cái đầu tiên bị ngàn binh bạo dư âm chấn thương, chạy trốn bên trong, căn bản không cách nào phản kháng. Chung quanh hết thảy, đối với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi. Toàn bộ sau núi trở thành một mảnh phế tích, ma khí càng ngày càng nhiều. Ma tộc cường giả vận dụng lực lượng chính là lấy ma khí là thời cơ. Nhiều cường giả như vậy, tự nhiên để cho sau núi tràn đầy vô tận ma khí. Ngay tại lúc này, trong đầu vang lên một đạo yếu ớt thanh âm. Thằng nhóc, người phải mau rời khỏi, người bây giờ thực lực, không cách nào đối kháng quân ma trần. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, ma đế ngươi thức tỉnh. Ma đế tiếp tục nói, ngươi là ta như vậy mạo hiểm. Ta chỉ có thể cháy một phần chia lực lượng cưỡng ép tỉnh lại. Tiếp theo ta nói mỗi câu ngươi nghiêm túc nghe. Những cường giả này không phải bây giờ ngươi có thể dung chuyển, thoát đi là đường ra duy nhất, quân tử báo thù, 10 năm không muộn.
Quân ma Trần mệnh, ta sớm muộn sẽ cầm về. Nơi đây đến gần hải ma, người đợi hồi nghĩ biện pháp tiến vào hải ma bên trong. Cuối cùng, để cho ta khống chế ngươi thân thể, ta mang ngươi rời đi. Ma đế nói tới chỗ này, dừng lại chốc lát. Nháy mắt tức thì, thiên địa ma khí toàn bộ tràn vào đến Diệp Thần thân thể. Diệp Thần giống như diệt thế thần ma. Trên bầu trời quân ma Trần, vậy giếng cổ không dao động trong mắt lần đầu tiên xuất hiện kinh người. Loại cảm giác đó, không sai được. Chính là ma đế. Quân ma Trần không do dự nữa, mới vừa dự định động thủ. Ngay tại lúc này, vậy mặt đất thanh niên nhưng là ngẩng đầu lên, trong mắt cùng quân ma Trần đối mặt. Đây đối với coi không sợ thiên địa, không sợ thần ma, tựa như chuyển kiếp vạn cổ. Ta ma đế coi như tiêu tán thế gian, cũng không muốn bởi vì ta chi sống chết, cha người khác. Quân ma Trần, thượng cổ ân oán, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi rõ ràng. Huyền ma lực, mở. Thiên ma chỉ một cái, diệt thế thương khung. Giờ phút này, Diệp Thần trên người ma khí, toàn bộ tràn ra, toàn bộ trong hư không, vô tận ma khí, hướng hắn trong thân thể tràn vào đi. Làm Diệp Thần đưa ra chỉ một cái thời điểm, quân ma Trần thân thể dừng lại. Hắn ở một khắc kia hoảng hồn. Cái này chỉ một cái hắn cực kỳ quen thuộc, thậm chí đối mặt người kia, như cũ sợ hãi. Diệp Thần chỉ một cái, hắn tựa như thấy được đã từng là ma đế, chinh chiến tứ phương cảnh tượng. Ban đầu ma đế, chân thực quá mức khủng bố, dù là đến hiện tại, quân ma Trần như cũ có tâm lý bóng mờ. Cái này chỉ một cái, cơ hồ hao phí hết Diệp Thần trong cơ thể tất cả năng lượng, vốn là mặt tái nhợt gò má, đã không có bất kỳ màu máu. Chỉ một cái nhắm ngay mọi người. Những cái kia quân ma Trần thủ hạ, phát hiện mình hơi thở đã bị phong tỏa, căn bản không chạy thoát cái này chỉ một cái, nhưng là cái này chỉ một cái uy lực, chân thực có chút quá mức khủng bố. Để cho bọn họ thân thể, cũng ở run rẩy không ngừng. Cái này chỉ một cái, bọn họ cảm giác mình hoàn toàn không thể chịu đựng. Oanh! Chỉ một cái bỗng nhiên rơi xuống, toàn bộ hư không, mưa gió biến sắc, không gian không ngừng bị cắt kim loại, tốc độ đạt tới một người vô cùng điểm. Hắc quang càng ngày càng gần, phong môn đỉnh cấp cường giả cảm nhận được sợ hãi, muốn vùng vẫy, nhưng có phát hiện không bất kỳ tác dụng gì. Thái hư cường giả chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Lòng sợ hãi tràn ngập. À, hắc quang có thể đạt được, chính là truyền tới hoảng sợ kêu thảm thiết. Từng đạo bóng người trực tiếp rớt rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở. Đến gần hắc quang thái hư cường giả cũng không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này, vạn ma sợ hãi. Ma đế mất đi Diệp Thần quyền khống chế. Chờ lát nữa ta sẽ lấy ác ma mắt, vì ngươi mở ra một con đường, còn như báo thù, chúng ta từ từ đi. Diệp Thần chật vật dùng kiếm chống đỡ thân thể. Trong mắt hắn bên trong không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có quật cường, mũi nhọn. Những người này bóng người, hắn mỗi một người đều ghi tạc trong đầu, nếu không chết, tất giết liền. Còn lại bị thương cường giả, rối rít bùng nổ mạnh nhất lực, không dám lại để cho Diệp Thần tiếp tục nữa. Mặc dù thằng nhóc này nhìn yếu ớt không chịu nổi. Ai biết còn có thể hay không bộc phát ra, kinh khủng chỉ một cái. Ùn kéo đến công kích rơi trên mặt đất, Diệp Thần đã hoàn toàn không có bất kỳ đường lui. Hắn rút ra thú hủ kiếm, như cũ giơ tay lên chém ra. Dù cho đã biết không làm nên chuyện gì, nhưng cũng phải phát huy ra cuối cùng một kiếm. Không chết liền chiến. Một đạo kiếm quang xông tới. Đối mặt ùn kéo đến công kích, lộ vẻ được dị thường nhỏ bé. Oanh, oanh, oanh. Ùn kéo đến uy thế rơi xuống, Diệp Thần bóng người đã bị bụi đất chôn. Tại chỗ ma tôn đế cung tất cả mọi người, đều đã cho rằng Diệp Thần không sống nổi. Oanh. Trong hư không truyền tới một tiếng sấm, kinh khủng à khí không ngừng tràn vào, xuất hiện một cái màu đen nhánh trong mắt. Lúc này, bụi đất bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Ở thời khắc mấu chốt, ma đế hư ảnh xuất hiện, cứu Diệp Thần. Làm ma đế hư ảnh xuất hiện thời điểm, quân ma Trần cả người bóng người run rẩy không ngừng. Hắn cuối cùng cũng không có ra tay. Diệp Thần trước mặt vẫn là cái thân ảnh kia, hắn cả đời ác mộng. Hắn cố nhiên bước vào chém ách cảnh, nhưng là đối với cái ác mộng này như cũ sợ hãi. Đưa đến hắn không cách nào ra tay.
hắn không dám. Đây cũng là ma đế ngày xưa uy nghiêm. Quân ma trần, thượng cổ một kiếm mối hận, ta trí nhớ như mới, đợi ta nặng ngưng ma thân ngày, người máu tươi nhiễm thương khung. Một câu nói, vô tận uy áp bao phủ. Quân ma trần cả người bóng người trực tiếp quỳ xuống ở trong hư không. Dù là đã qua vô số năm, nhưng là hắn trong xương cốt sợ hãi, như cũ vẫn còn ở. Không chỉ có quân ma trần như vậy, trong hư không cường giả, mỗi một người đều quỳ ngã trên mặt đất. Ma đế mặc dù chết đi vô tận năm tháng, nhưng là uy nghiêm của hắn như cũ vẫn còn ở. Ở quỳ xuống thời điểm, quân ma trần đột nhiên tỉnh hồn lại. Bây giờ ma đế chỉ bất quá một cái hư ảnh mà thôi, hắn tại sao phải sợ hãi, tại sao phải khủng bố. Từ trong hư không đứng lên, nhìn chằm chằm ma đế hư ảnh, thoáng qua một chút tàn nhẫn thần sắc. Ma đế tuyệt đối không thể sống lại, Diệp Thần phải giết. Chu vi trăm ngàn dặm, ma khí còn đang không ngừng ngưng tụ. Ác ma mắt vào lúc này đột nhiên mở ra, ma khí điên cuồng hạ xuống. Oanh! Phong môn cảnh đỉnh cấp, thái hư cảnh cường giả không ngừng thoát đi, còn như còn dư lại võ giả, trên căn bản đã còn dư lại không có mấy. Ma đế hư ảnh nhìn một cái Diệp Thần, hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra chỉ có lực lượng. Ta mang ngươi đi hải ma. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù thời khắc tối hậu, ma đế ra tay giải cứu, nhưng là hắn thương thế, đã đạt tới vô cùng nghiêm trọng bước. Ma đế bắt Diệp Thần tay, nhanh chóng rời đi. Giờ phút này toàn bộ ma tôn đế cung, giống như một mảnh phế tích, không biết nhiều ít đệ tử tử vong. Tất cả mọi người, đuổi giết Diệp Thần. Ma đế hư ảnh tốc độ thật nhanh, chớp mắt bây giờ, cũng đã bay ra ngàn dặm. Ở ma vực, hải ma chính là một phiến tử địa, chỉ cần đi vào võ giả, liền chưa bao giờ còn sống đi ra. Sau lưng ma tôn đế cung cường giả, vẫn còn ở không ngừng theo sát, bất quá cùng ma đế có một ít chênh lệch. Ở một nơi vạn dặm trời cao bên trong, ma đế mở miệng nói, từ nơi này nhảy xuống, là có thể tiến vào hải ma, vạn sự cẩn thận. Nếu như thấy con gái ta, xin nhờ ngươi. Cùng đến thời gian thành thục, đem máu tươi nhỏ vào hắc tinh thạch quan. Hắn hư ảnh không thể kiên trì quá nhiều thời gian, tiến vào hải ma sau này, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình. Ma đế hư ảnh biến mất, Diệp Thần mệt mỏi không chịu nổi thân thể, trực tiếp rơi xuống. Phốc thông. Diệp Thần trực tiếp rơi vào ma trong biển. Hải ma một phiến xương trắng bao phủ. Nước biển chung quanh toàn bộ đều là màu xanh đậm, Diệp Thần mở hai mắt ra. Khắp nơi nhìn một cái, đột nhiên bây giờ nhướng mày một cái, hắn phát hiện mình thân thể bị một loại vô danh lực lượng ở giam cầm. Hắn muốn ngự không phi hành, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hiện tại Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao tiến vào hải ma võ giả chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Không thể ngự không phi hành, giam cầm mặc dù chậm chạp. Nhưng là cuối cùng chạy khỏi không hết. Diệp Thần đứng ở trên mặt biển, khắp nơi nhìn một cái, phát hiện một ít thi thể, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Những thi thể này đã chết thời gian rất dài, thân xác đều đã ở từ từ mục nát. Bọn họ bị kẹt ở hải ma, không thể trốn đi ra ngoài, thân thể ở một chút xíu bị giam cầm, cuối cùng chỉ có thể chết ở chỗ này. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, không biết ma đế nữ nhi có còn hay không còn sống. Như thế nhiều năm tháng trôi qua, có thể đã. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới trước, dựa vào hắn thực lực trước mắt, chỉ có thể ở hải ma kiên trì nửa tháng thời gian, đến lúc đó liền hoàn toàn bị giam cầm. Ở hải ma liền nhúc nhích tư cách cũng không có. Thời gian nửa tháng này, Diệp Thần phải nghĩ biện pháp tìm được ma đế nữ nhi, bỏ mặc sống hay chết. Đi tới trước nửa giờ, đột nhiên, Diệp Thần phát hiện chung quanh có yếu ớt tiếng hít thở. Lại có thể còn có người còn sống. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, phát hiện một cái võ giả thân xác, nếu như không phải là còn có yếu ớt tiếng hít thở, hắn cũng cho rằng chẳng qua là thi thể. Diệp Thần một mắt là có thể nhìn ra, tên võ giả này đã ở hải ma nhốt mấy chục ngàn năm. Không biết nhiều ít năm tháng trôi qua, vẫn có thể cất giữ yếu ớt tiếng hít thở, thực lực khẳng định cực mạnh. Nếu không cũng không thể kiên trì đến hiện tại. Diệp Thần đi tới hắn bên người, giờ phút này hắn nhắm mắt lại, đã liền mở mắt khí lực cũng không có. Chỉ có thể dựa vào yếu ớt tiếng hít thở sống sót, chỉ bất quá vậy không sống được quá lâu, tối đa 3 ngày thời gian, thì sẽ hoàn toàn chết đi.
có thể kiên trì đến hiện tại đã không dễ dàng. Diệp Thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đối phương căn bản không sống nổi, dù cho muốn cứu, hỏi dò một chút tình huống, cũng không có bất kỳ biện pháp. Ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, võ giả thân thể đột nhiên xông ra màu đen ma khí. Ma khí không ngừng lan truyền, hắn thân xác vậy nhanh chóng đổi được già đi. Mắt thường có thể gặp, vốn là người đàn ông trung niên bóng người, dần dần biến thành một cái ông già. Cuối cùng thăng hoa, hắn dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, để cho mình mở mắt ra, mở miệng nói chuyện. Vốn là chỉ có 3 ngày tuổi thọ, hiện tại đã liền 2 giờ cũng không kiên trì nổi. Thằng nhóc, ngươi và ma đế quan hệ thế nào? Ở Diệp Thần lúc tới hắn liền đã phát hiện, cảm nhận được một chút quen thuộc hơi thở. Mới quyết định hao phí lực lượng cuối cùng, cũng phải há miệng ra nói chuyện. Coi như là thầy trò đi. Lúc này Diệp Thần mở miệng nói, hắn mặc dù không có bái ma đế vi sư, nhưng là ma khu và thiên ma chỉ một cái, đều là ma đế ban cho. Ma đế coi như là hắn vô cùng đặc thù một vị ân sư. Ông già nhìn Diệp Thần, bên trong đôi mắt lóe lên một chút ánh sáng. Diệp Thần nói đúng thật là giả, hắn đã không có thời gian nghiệm chứng, thời khắc này hắn chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Ngựa chết làm ngựa sống y. Nếu ngươi là ma đế học trò, chỉ hy vọng ngươi có thể cứu công chúa. Một câu nói, Diệp Thần đã đại khái đoán được hắn thân phận, chỉ sợ là ma đế trước khi thủ hạ. Một mực trung thành mê muội đế, mới sẽ rơi vào hải ma kết quả. Nếu không như vậy cường giả, làm sao có thể rơi vào ma trong biển? Công chúa, một mực ở hải ma chỗ sâu bị nhốt, chỉ bất quá nơi đó có hải ma cường giả, người nhất định phải cẩn thận. Ông già tiếng nói vừa dứt, hắn ánh mắt mất đi ánh sáng, cả người bóng người, ngã quỵ ở hải ma lên. Vốn là lấy là có thể kiên trì 2 giờ, lại không nghĩ rằng chỉ có thể chống đỡ mấy câu nói. Rất hiển nhiên, người này là và ma đế con gái bị quân ma Trần cùng nhau đánh rớt ở hải ma. Diệp Thần cau mày, hải ma cường giả. Ở hải ma chỗ sâu, vẫn còn có hải ma cường giả sống sót, đây là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc ông già đã tử vong, Diệp Thần chỉ có thể mình đi lục lọi. Một lần nữa đi hải ma chỗ sâu, chung quanh thi thể càng ngày càng thiếu. Diệp Thần thời gian cấp bách, hắn chỉ có nửa tháng thời gian. Nhất định phải tìm được ma đế con gái, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp từ ma trong biển thoát khốn. Mặc dù biết ở hải ma chỗ sâu, chỉ bất quá ở vị trí nào, căn bản cũng không rõ ràng. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng đang nóng nảy đi đường, hắn phát hiện mình hành động, đổi được càng ngày càng chậm chạp. Không chỉ có như vậy, hắn thực lực vẫn còn ở từ từ suy yếu, cái này làm cho hắn càng ngày càng cảm giác được cấp bách. Hải ma bát ngát vô biên, Diệp Thần đi lại 3 ngày 3 đêm, phát hiện một nơi xương trắng. Bên trong đã hoàn toàn bị che giấu, cho dù là thần niệm cũng không có cách nào điều tra. Cho dù hắn có sương mù hóa thần thông vậy không làm nên chuyện gì. Quân ma Trần không đuổi giết được nơi này sợ rằng cái này là một cái trong số đó nguyên nhân. Diệp Thần không do dự, trực tiếp xông vào bên trong, hắn đã mơ hồ cảm giác được, trong xương trắng mặt sợ rằng có động thiên khác. Ở xương trắng bên trong được đi 2 giờ sau này, Diệp Thần phát hiện phía trước xương trắng càng ngày càng thưa thớt. Làm từ xương trắng bên trong đi ra ngoài, Diệp Thần lại phát hiện một ít nhà. Những thứ này nhà ở hải ma bên trong thành lập, thậm chí còn có một ít nói đường. Toàn bộ đều ở hải ma bên trong. Tựa như đặt mình vào đi tới một nơi nước trong thành. Diệp Thần cũng không có đi tới, nơi này chắc là hải ma chỗ sâu tồn tại hải ma cường giả. Hắn đối với hải ma cường giả không biết gì cả, tùy tiện tiến vào, không biết sẽ phát sinh bộ dáng gì sự việc. Ở cách nhà 3.000 mét chỗ, Diệp Thần một mực chờ đợi, hắn muốn phải bắt được một cái hải ma cường giả, hỏi thăm một chút. Nếu như không hiểu loài người ngôn ngữ đến lúc đó chỉ có thể sử dụng thần hồn. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Thần càng ngày càng nóng nảy, trong thời gian 3 ngày này mặt, lại không có bất kỳ hải ma cường giả đi ra. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, để lại cho hắn chỉ có chết. Diệp Thần quyết định tiến vào trước bên trong xem, dựa vào hắn thực lực trước mắt, tự vệ hẳn không có vấn đề. Ở cửa thành bên ngoài, không có bất kỳ hộ vệ, Diệp Thần đẩy cửa ra, dễ như trở bàn tay đi vào. Vừa tiến vào bên trong,
Diệp Thần phát hiện lại có không ít người. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy ma trong biển hải ma cường giả, bề ngoài phía trên và ma tộc cường giả không có bất kỳ khác biệt, chỉ bất quá lộ vẻ được hơn nữa to lớn. Diệp Thần rất khó tưởng tượng, ở hải ma không có bất kỳ tài nguyên, bọn họ là làm sao sống sót, nhất là điểm trọng yếu nhất, bọn họ chẳng lẽ không sẽ bị giam cầm. Những chuyện này, hắn không thể nào biết được, chỉ có thể một chút xíu lục lọi. Hắn tiến vào bên trong, phát hiện những thứ này hải ma cường giả chỉ bất quá nhìn hắn một mắt, cũng chưa có lại tiếp tục chú ý. Hải ma đã từng có không ít võ giả rơi vào bên trong, cũng có người có thể phát hiện chỗ này địa phương. Đối với hải ma cường giả mà nói, chỉ bất quá lại gặp phải một cái người ngoại lai mà thôi. Chủ yếu nhất một chút, người ngoại lai không sống lâu. Một cái sắp chết người, bọn họ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng mặt. Người ngoại lai, theo ta đi gặp ma chủ. Giờ phút này, 10 tên to lớn nam tử, đi tới Diệp Thần trước mặt. Bọn họ trên mình tản mát ra hơi thở, cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần nhẹ gật đầu một cái, ma chủ nếu như đối với hắn mưu đồ bất chính nói, dựa vào hắn thực lực, dù là không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Nếu là có thể từ ma chủ nơi đó hỏi thăm được một ít chuyện tình, vậy thì càng tốt. Dọc theo đường đi đi theo những người đàn ông này, đi tới một nơi cổ xưa văn lộ phủ đệ. Ma chủ đang ở bên trong, người đi vào liền có thể. Người đàn ông tiếng nói vừa dứt, xoay người rời đi. Diệp Thần đẩy cửa ra, đi vào bên trong, thấy một người ông già ngồi ở trên ghế. Ông già tròng mắt thậm chí mang một nụ cười châm biếm. Để cho người suy nghĩ không ra. Người ngoại lai, mời ngồi. Diệp Thần ngồi ở trên ghế nhìn ma chủ, yên tĩnh chờ đợi. Ngươi là tới tìm ma đế nữ nhi, đúng không? Một câu nói, trực tiếp bộc lộ ra Diệp Thần ý đồ. Giờ phút này Diệp Thần trong cơ thể năng lượng phun trào, một khi ma chủ động thủ, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Ha ha, ngươi vậy không cần đối với ta cảnh giác, đã từng ta cũng là người ngoại lai, ma đế nữ nhi vậy cũng không ở nơi này. Ngươi ngược lại là có can đảm. Dẫu sao quân ma trần nhưng là phải đưa cùng ma đế có liên quan hết thảy là tử địa. Ma chủ trên mặt mang đầy nụ cười, ở chục nghìn năm trước, hắn cũng là một người ngoại lai. Diệp Thần cũng không có mở miệng, chỉ là chờ nghe tiếp. Nếu là người ngoại lai, ma chủ hẳn đã sớm đã tử vong, có thể sống đến hiện tại, chỉ sợ cũng là có một ít nguyên nhân. Thằng nhóc, hải ma có thể không bình thường. Ban đầu ma đế vì đối kháng linh võ đại lục cường đại kia thế lực, rất miễn cưỡng từ đám kia nắm trong tay hết thảy thần quốc chi người trên tay bắt lại một khối bản đồ. Khối này bản đồ chính là cửu U và ma tộc, gọi chung là ma vực. Ma đế tuy là ma, nhưng là ta gặp qua bội phục nhất người. Hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, hắn lòng trong lòng thương sinh. Hắn phải dùng mình lực lượng, thay đổi thế gian đối với ma cái nhìn. Hắn lấy nghịch thiên chuyến đi, bước vào hắc ám thâm uyên, sức một mình rút ra thế gian chỉ có một cái ma mạch, loại tại ma vực lòng đất. Cũng kết hợp 72 vị thượng cổ trận pháp sư, tạo thành ma vực chi giới. Đây cũng là thần quốc tại sao không dám đối với cửu U và ma tộc xuất thủ nguyên do. Ma đế cố nhiên chết, nhưng là hắn bảo vệ chúng ta mấy chục ngàn năm. Diệp Thần khẽ chấn động. Hắn ngược lại không biết rõ ma đế lại có như vậy câu chuyện. Ngày đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương và ma đế hết thảy vận dụng lực lượng, chỉ sợ sẽ là ma vực chi giới và ma mạch lực lượng đi. Như vậy hải ma lại là vì sao, ta ở bên ngoài phát hiện người ngoại lai đều bị cầm giữ, không người còn sống. Diệp Thần hỏi. Ma chủ cười, hải ma tạo thành chính là bởi vì vậy ma mạch bên trong ở một đầu vực ngoại ma thú. Ma đế lấy giá cực lớn chân áp vậy vực ngoại ma thú, mà hải ma chính là vậy vực ngoại ma thú máu. Trận chiến ấy, vực ngoại ma thú máu, thay đổi một ít người của ma tộc vận mệnh, bọn họ rời đi ma tộc, bước vào hải ma, càng là trở thành hải ma bên trong chí cao vô thượng tồn tại, thậm chí vạn năm trước, có người tự phong là hải ma thần. Còn như ta tại sao còn sống, chính là bởi vì trận chiến ấy, ta tổ tiên dính liền vực ngoại ma thú máu, những tên kia bỏ qua ta. Diệp Thần biết đại khái, nghĩ tới trọng yếu nhất mục đích, mở miệng nói, vậy ngươi hẳn biết ma đế con gái tung tích, đúng không? Nàng ở đâu? Ma chủ khẽ mỉm cười,
ở Diệp Thần bên tai nói lên mấy câu. Diệp Thần ngay tức thì hơi biến sắc mặt, cáo từ. Hắn tiếp tục ở lại chỗ này, đã không có bất kỳ ý kiến, mà đế nữ nhi muốn cứu, độ khó so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Nơi này tiếp tục hướng phía trước đi bách lý, có một nơi cung điện. Ở đúng tòa cung điện bên trong, có cái gọi là hoàng tộc. Bọn họ được gọi là hải ma thần con cháu, ma chủ có thể tiếp tục sống sót, vậy chỉ bất quá bởi vì ký kết linh hồn khế ước. Bán đứng tự thân linh hồn giá phải trả, lấy được còn sống cơ hội, chỉ bất quá vĩnh viễn không thể bước ra hải ma nửa bước. Ma đế nữ nhi liền nhốt ở ma thần hoàng tộc trong cung điện mặt, hơn nữa, bởi vì trước đây không lâu, Diệp Thần đại náo ma tôn đế cung, quân ma trần mặc dù không cách nào bước vào hải ma, nhưng vẫn có thể vào hoàng tộc đàm phán, lấy giá cực lớn để cho những người đó đáp ứng đem ma đế con gái, 3 ngày sau thành tựu tế phẩm hiến tặng cho hải ma thần. Diệp Thần không biết hải ma thần thực lực, bất quá muốn đến, chỉ sợ cũng là cực mạnh. 100 dặm chặng đường, Diệp Thần tăng tốc độ tiến về trước, hao phí 2 ngày thời gian, rốt cuộc thấy phía trước một nơi cung điện. Nói là cung điện, nhưng nói cổ bảo hơn nữa chính xác một chút. Cả tòa cổ bảo toàn thân màu đen, âm lãnh hơi thở, để cho người không lạnh mà run. Diệp Thần thấy cổ bảo bên ngoài, một cái ăn mặc màu đen quần áo hải ma cường giả. Ở quần áo bên phải phía trên, có khắc một tên hung thần ác sát đầu lâu. Đây chính là tín ngưỡng của bọn họ, hải ma thần. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm và chư thiên thần ma thương nắm trong tay, ma đế nữ nhi đang ở bên trong. Hắn muốn cưỡng ép xông vào bên trong, để lại cho hắn thời gian chỉ có 1 ngày, đến lúc đó nói không chừng còn phải đối mặt hải ma thần. Diệp Thần không có bất kỳ chắc chắn, có thể đánh bại hải ma thần. Người ngoại lai, muốn lấy được linh hồn khế ước, 3 ngày sau lại tới. Hải ma thần hoàng tộc, thấy Diệp Thần, lấy là lại là một cái muốn lấy được sống sót người ngoại lai. Diệp Thần thú hủ kiếm cầm chặt, trên người bất hủ kiếm ý trực tiếp bộc phát ra. Hắn phải dẫn đi ma đế nữ nhi, 2 người bây giờ đã định trước là cửu nhân. Đã như vậy, vậy không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Thú hủ kiếm vẫy tay ra. Một đạo kiếm quang bén nhọn, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Oanh! Một kiếm bộc phát ra nặng nề tiếng vang, toàn bộ hải ma trên mặt nước, không ngừng kích thích từng tầng một đợt sóng. Hải ma cường giả cả người thân thể bị chém nứt thành 2 nửa, Diệp Thần cả người trực tiếp xông vào cổ bảo bên trong. Vèo, vèo, vèo! 3 tên ăn mặc màu đen quần áo bóng người xuất hiện. Diệp Thần nhìn một cái, cau mày. Những người này hơi thở cực kỳ cổ quái. Hắn bản thân thương thế liền còn không có khôi phục như cũ, ở hải ma bên trong còn sẽ hạn chế mình thực lực. Muốn đánh bại trước mắt 3 tên cường giả, cũng không dễ dàng. Diệp Thần khí tức trên người, không ngừng khuếch tán ra, ở hắn sau lưng, sát ý hội tụ. Trên người ma khí, không ngừng tràn ra, tùy ý lan truyền. Diệp Thần thân thể, một kim tối sầm không ngừng lóe lên tia sáng chói mắt. Bất hủ thần thể và ma khu, 2 loại thể chất cùng tồn tại. Thiên sứ và ác ma cùng tồn tại. Diệp Thần cả người thân thể, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Thi triển phong lôi chớp mắt, giống như linh hồ giống vậy tốc độ, đạt tới một cái trình độ cao nhất, trên người vạn ma ý bộc phát ra, hắn trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, vạn ma kinh lôi kiếm. Kinh lôi kiếm hơi thở, hoành tỏa ra 4 phía, chu vi 1000 dặm hải ma. Xuất hiện tầng tầng điện hồ ngưng tụ. Nhiệt độ chung quanh, ở trong một cái chớp mắt này, không ngừng hạ xuống. 3 tên người đàn ông áo bào đen trên mặt, không có bất kỳ biến hóa, chỉ gặp trong đó một người nam tử, đưa ra chỉ một cái. Khóe miệng xuất hiện một chút giễu cợt nụ cười. Cái này chỉ một cái, cũng không có lóe lên bất kỳ ánh sáng, ngược lại Diệp Thần sắc mặt, cũng đã đổi được dị thường khó khăn xem. Hắn phát hiện mình thân thể. Lại đã không thể nhúc nhích. Giam cầm trong cơ thể, đang tăng tốc độ lưu động, hắn khí tức trong người, trong nháy mắt bị áp chế. Hải ma thần hoàng tộc, lại có thể vận dụng hải ma cấm chế lực. Cái này làm cho Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng muốn bộc phát ra, tránh thoát cái này cổ gông xiềng, nhưng phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Ở hải ma bên trong, chúng ta hoàng tộc chính là vô địch tồn tại.
trong đó một người áo bào đen nam tử trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, vốn là hắn tính toán rất tốt. Hải ma hoàng tộc mạnh hơn nữa, hắn tự tin hải ma thần không xuất hiện, là có thể mang ma đế nữ nhi chạy khỏi. Ai biết, gia quân bất lợi. Hải ma hoàng tộc có thể dễ như trở bàn tay giam cầm hắn thân thể. Cái thằng nhóc này, hơi thở cổ quái, huyết mạch cùng người khác không cùng, liền cùng nhau hiến tặng cho hải ma thần đại nhân. Nam tử trực tiếp mở miệng nói. Mới vừa rồi đối phương bộc phát ra khí thế, đã có thể trong nháy mắt giết phong môn cảnh trung kỳ. Tuyệt đối bất phàm, hiến tặng cho ma thần đại nhân, nhất định sẽ càng thêm hài lòng. Thời khắc này Diệp Thần đã bị giam cầm, hai người cường giả, đi tới trước mặt hắn, vận dụng thuật pháp vây khốn Diệp Thần, thậm chí vô tình cầm hắn ném vào địa lao bên trong. Vào địa lao, Diệp Thần có phát hiện không bất kỳ phạm nhân, vốn là hắn lấy là có thể gặp phải ma đế nữ nhi, muốn đến không ở nơi này. Trong cơ thể cấm chế, để cho hắn không thể vận dụng bất kỳ lực lượng, Diệp Thần phải nghĩ biện pháp giải quyết. Như nếu không, đối mặt bất kỳ hoàng tộc, ở hải ma cũng sẽ đụng phải áp chế. Bất hủ thần thể, ma khu, một chút tác dụng không có, ở trong người kêu nhúc nhích đều không thể nhúc nhích. Thậm chí liền hồn kỹ cũng không cách nào vận dụng. Vậy vực ngoại ma thú máu rốt cuộc lai lịch ra sao, vì sao có thể tạo thành hải ma? Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện một chút khác thường. Trong cơ thể Lăng Phong thần mạch, nhẹ động một cái, lần này lại có phản ứng. Chẳng lẽ đây cũng là Lăng Phong thần mạch đặc thù? Nói không chừng có thể vận dụng Lăng Phong thần mạch, giải trừ hết trong cơ thể cấm chế. Cái này làm cho Diệp Thần thấy hy vọng, Lăng Phong thần mạch từ trong cơ thể không ngừng tràn ra. Một điểm một giọt kích hoạt. Hai tiếng trôi qua, Diệp Thần kinh hãi phát hiện trong cơ thể phần lớn cấm chế đều đã bị giải trừ. Vận dụng Lăng Phong thần mạch, lại có thể ngăn trở ma biển cấm chế bên trong. Đến lúc đó hắn liền không cần lo lắng hải ma vấn đề. Bất quá Diệp Thần rõ ràng, Lăng Phong thần mạch thành tựu luân hồi huyết mạch một phần chia, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỗ này tác dụng, chẳng qua là một góc băng sơn. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Diệp Thần tại hầm giam bên trong cũng không có rời đi. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết, ma đế con gái vị trí, chỉ có thể chờ đợi hải ma thần. Đến lúc đó ma đế nữ nhi tự nhiên sẽ xuất hiện, sau đó nghĩ biện pháp từ hải ma thần trong tay cướp người. Tại hầm giam bên trong, xuất hiện hai cái hải ma thần hoàng tộc, bọn họ nhìn một cái Diệp Thần, bắt hắn lại hai cái tay cánh tay trực tiếp mang đi. Diệp Thần cũng không có phản kháng, một mực yên lặng không nói, hai người mang hắn ở cổ bảo bên trong đi nửa giờ, đi tới một nơi gian phòng. Ở bên trong phòng, bày một cái năm sao tế đàn. Ở tế đàn trung ương, để một ít màu đen cổ xưa ma thạch. Diệp Thần vừa tiến đến, phát hiện chỉ có chính hắn, cái này làm cho hắn cau mày. Ma đế nữ nhi, tại sao còn không xuất hiện? Hắn bị nhốt ở trong phòng mặt. Hai người hoàng tộc võ giả cũng đã rời đi, sẽ đi qua một nén nhang thời gian, cửa phòng mở ra. Xuất hiện một cô gái, đầu đeo khăn che mặt, không thấy được dung nhan, cả người quần áo đen, trắng như tuyết đùi đẹp bại lộ ở trên không khí bên trong. 3000 tóc xanh tán lạc trên bả vai, mỗi đi một bước lắc eo. Nàng đứng ở một bên, không có bất kỳ lời nói, tuyệt thế mà độc lập. Diệp Thần hoài nghi, đây chính là ma đế nữ nhi. Hiện tại hải ma thần còn chưa có xuất hiện, tuyệt đối là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Ngươi là ma đế nữ nhi. Lúc này Diệp Thần đi tới bên cạnh nàng, trực tiếp mở miệng nói. Cô gái ngẩng đầu lên, lóe lên trong mắt nhìn một cái Diệp Thần, thanh âm lạnh như băng nói, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ngươi là ai? Diệp Thần chân mày thượng thiêu, bắt tay nàng, trực tiếp nói, theo ta đi. Hiện tại hắn vậy không có ở đây giải thích quá nhiều, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Hải ma cấm chế đã đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, hoàng tộc muốn uy hiếp hắn, vậy không dễ dàng. Ta đi không hết, ngươi nếu có thể đủ rời đi, liền mau trốn đi. Ta linh hồn đã bị hải ma thần điều khiển. Một khi rời đi chính là đường chết. Vận mệnh ta, liền từ cái này hiến tế kết thúc đi. Vậy coi là giải thoát. Ma đế nữ nhi tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần cả người sắc mặt trở nên khó coi.
hắn vậy rõ ràng, tại sao đi qua thời gian lâu như vậy, mà đế nữ nhi vẫn có thể ở hải ma sống sót. Bởi vì linh hồn khế ước hạn chế, căn bản không có thể rời đi hải ma. Muốn phá vỡ linh hồn khế ước nói, sợ rằng đánh chết hải ma thần mới có thể. Diệp thần khóe miệng bên trong toát ra một chút cười khổ, dựa vào hắn thực lực trước mắt, hải ma thần há là như thế dễ dàng đánh chết. Nếu như muốn đánh chết hải ma thần mà nói, sợ rằng có một ít không thực tế. Ở hắn cân nhắc như thế nào giải quyết thời điểm, toàn bộ tế đàn, truyền tới một đạo lóe lên ánh sáng. Tế đàn phát ra ông ông tiếng vang, trong cả căn phòng mặt, lưu động khí lưu. Ở tế đàn trung ương, xuất hiện một cái màu đen hư ảnh. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trên đầu còn có hai cái màu đen sừng, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Thần và ma đế nữ nhi. Một cổ vô tận trói buộc giống như cự thú hướng Diệp Thần cắn nuốt. Thú hủ kiếm và chư thiên thần ma thương nắm trong tay, Diệp Thần cả người sắc mặt có một ít âm trầm. Trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, Lăng Phong thần mạch và Xích Trần thần mạch tốc độ thúc dục phát đến mức tận cùng, cả người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới nháy mắt bây giờ, hải ma thần khóe miệng toát ra một chút nụ cười khinh thường. Bàn tay hắn vung lên, chung quanh thiên địa khí thế, bỗng nhiên tràn vào đến bàn tay hắn bên trong. Một cái tát rơi xuống, toàn bộ gian phòng 4-5 chia ra. Chư thiên thần ma thương vào giờ khắc này nâng lên, một thương kinh khủng thương ý không ngừng tràn ra tới. Oanh! Hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp Thần khóe miệng bên trong tràn ra một chút máu. Khí huyết ở trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo hải ma thần hoàng tộc xông lại, thấy Diệp Thần bóng người, lửa giận ngút trời. Cung tế bên trong, lại đối với hải ma thần ra tay. Nếu như hải ma thần giận dữ, bọn họ không muốn biết chết bao nhiêu người. Giết! Bọn họ trên mình ý định giết người phun trào. Hận không phải đem Diệp Thần cho tháo ra tám khối. Ma đế nữ nhì bay về phía hư không, chỉ gặp trên người hắn ma khí không ngừng phun trào. Ma khí tùy ý đi ra, tay trắng thon thon, đưa ra chỉ một cái. Thiên ma chỉ một cái. Oanh! Chỉ một cái rơi xuống, mưa gió phun trào, thiên địa thất sắc. Phốc suy! Xông lên phía trước nhất một người cường giả, trực tiếp chết. Diệp Thần hơi kinh hãi. Căn bản không nghĩ tới ma đế con gái vẫn còn có như thực lực này. Thi triển thiên ma chỉ một cái rõ ràng mạnh với mình. Cùng lúc đó, thần quốc, thiên đạo cung. Thiên viên mặc tà ngồi xếp bằng, trong mắt đóng chặt. Hắn quanh thân mơ hồ có ngọn lửa lượn lờ, đại biểu hắn tức giận. Cái này mấy ngày, hắn không biết giết bao nhiêu người. Viêm thiên long thần vẫn không có tung tích. Chẳng lẽ... hắn cái gọi là lá bài tẩy hoàn toàn chết. Đây không phải là một cái tốt tin tức. Thân chức vị cao dễ dàng. Nhưng muốn vĩnh cửu coi giữ vị trí này, cực kỳ khó khăn. Dưới đài, từng cái thần quốc cường giả quỳ xuống Hiên Viên Mặc Tà trước người, thân thể run rẩy. Bọn họ biết sống chết cũng ở người đàn ông kia thời gian vừa niệm. Ta đã cho các ngươi lần lượt cơ hội. Như thế nhiều ngày, còn không có tung tích. Có chút giá phải trả, các ngươi phải chịu đựng. Đóng chặt tròng mắt Hiên Viên Mặc Tà sát ý ngưng tụ, năm ngón tay tìm tòi, mới vừa muốn ra tay. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo long ngâm. Con rồng này ngâm thống khổ thêm du dài. Thậm chí mang một chút rên rỉ. Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt đột nhiên mở ra, hắn trong mắt đều là mừng như điên. Đây là Viêm Thiên Long Thần thanh âm. Hắn không có chết, hắn trở về. Hiên Viên Mặc Tà hóa là một đạo tàn ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở thiên đạo cung cửa chi địa. Hắn ngưng mắt nhìn thương khung, hư không biến dạng, một cái bóng đen thẳng tắp tung tích. Vạn trượng bụi đất dậy. Toàn bộ thiên đạo cung tựa như nghênh đón động đất. Bụi đất tiêu tán. Hiên Viên Mặc Tà thân thể đang run. Hắn con người lửa giận càng kinh khủng hơn. Chỉ vì là trước mặt Viêm Thiên Long Thần, vết thương chồng chất. Càng chặt đứt một cái sừng rồng. Và thần bí kia huyết long đánh một trận, lại chặn thần long trọng yếu nhất một góc. Bảy càng đưa lên, cầu phiếu hàng tháng nha. Khoảng cách phiếu hàng tháng bảng tên thứ 10 còn có 200 phiếu. Thứ 10, cười cười liền bạo càng một lần. Hiên Viên Mặc Tà từng bước một hướng bị thương Viêm Thiên Long Thần đi tới.
Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại. Tay hắn nhẹ nhàng đụng vào Viêm Thiên Long Thần vết thương. Trong lòng dâng lên cuồng phách lửa giận, hắn muốn áp chế. Nhưng căn bản không áp chế được. Hắn sau lưng phun trào ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa vừa ra, cả thế giới tựa như đều đưa phải bị đốt diệt. Thần quốc Thiên Đạo Cung những thủ hạ kia tự nhiên cũng là thấy một màn này. Bọn họ cảm giác mặt đất một hồi nóng bỏng tấn công tới. Giống như nham thạch nóng chảy. Bọn họ nhưng mà biết Viêm Thiên Long Thần là Hiên Viên Mặc Tà trọng yếu nhất thú cưỡi cùng với đồng bạn. Thực lực cực mạnh. Mấu chốt, như vậy nghịch thiên tồn tại sao sẽ bị thương? Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay sau này, cả thế giới, Linh Võ Đại Lục, thậm chí còn thần quốc cũng phải chịu đựng vị này quyền thế ngút trời người đàn ông tức giận. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Mặc Tà lên tiếng. Tất cả mọi người, lăn ra khỏi ta tầm mắt. Còn nữa, một lúc lâu sau, để cho Thiên Cơ Đạo Nhân tới một chuyến Thiên Đạo Cung. Nghe được Thiên Cơ Đạo Nhân cái này bốn chữ, Hiên Viên Mặc Tà thủ hạ hơi ngẩn ra. Một cái ông già do dự mấy giây vẫn mở miệng nói, cung chủ, Thiên Cơ Đạo Nhân nhưng mà đang bế quan, không hỏi tới thế sự. Hiên Viên Mặc Tà thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền tới, ta không muốn nói lần thứ hai, một lúc lâu sau, ta phải thấy hắn. Lão kia người sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể chắp tay nói, thuộc hạ vậy thì đi mời. Rất nhanh, chung quanh không có một bóng người. Chỉ có Hiên Viên Mặc Tà và bị thương Viêm Thiên Long Thần. Hiên Viên Mặc Tà con người đông lại một cái, bước ra một giọt máu tươi tại Viêm Thiên Long Thần bên trên, rồi sau đó, ngón tay bắt pháp quyết. Viêm Thiên Long Thần trong miệng, một khối đá bia bỗng nhiên xuất hiện. Bia đá vừa ra, một đạo ánh sáng bảy màu ngay tức thì vần quanh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện tấm bia đá này chính là hắn khổ khổ tìm kiếm một quả luân hồi huyền bi. Viêm Thiên, kết quả là ai tổn thương ngươi? Nếu là bị ta thấy, ta thề, hắn sẽ rơi vào vực sâu chết. Hiên Viên Mặc Tà khẽ nói, vậy luân hồi huyền bi tản ra sáng chói ánh sao rơi vào Viêm Thiên Long Thần trên mình. Ước chừng một nén nhang thời gian. Viêm Thiên Long Thần thân thể động. Một song long mắt hơi hí ra. Hiên Viên Mặc Tà con ngươi ngạc nhiên mừng rỡ thêm ngưng trọng, vội vàng mở miệng nói, Viêm Thiên, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vậy tổn thương ngươi xúc sinh nơi ở nơi nào? Viêm Thiên Long Thần khạc ra một miệng máu rồng, chật vật mở miệng ta không biết. Chúng ta xé hư không, bước chân vào hỗn độn cuộc chiến, ta chặn sừng rồng, nó vậy bị thương. Trên người nó sát ý ta chưa bao giờ nghe, quá mức cường thế. Trọng yếu hơn chính là, huyết long kia lại nắm trong tay bách thú kỹ thuật đánh nhau. Thần long vốn nên thi triển thần long chi thuật, mà nó lại có thể hiệu lệnh bách thú, chân thực quá mức nghịch thiên. Và nó đánh một trận, ta lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Tà con người run lên, vậy nó hiện tại tung tích ở nơi nào, bất kể như thế nào, nó tổn thương ngươi, cái này uy hiếp, ta phải lao đi. Viêm Thiên Long Thần lắc đầu một cái, ta không biết, nó mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bản thể cũng không vững chắc, ta mơ hồ nhớ nó bị trọng thương, nhuốm máu thân thể tựa như biến dạng. Không biết còn sống hay không. Người phái người đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện, chúng ta phải xác định nó còn sống hay không. Cái này thần long uy hiếp, không kém gì cái đó thần bí tiểu tử. Thậm chí nó nguy hiểm hơn. Hiên Viên Mặc Tà con người âm trầm, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, yên tâm, bất kỳ dính dấp chuyện này người cũng không chạy khỏi. Ta phái người đi mời Thiên Cơ Đạo Nhân, thuộc về bọn họ chân chính ác mộng, vừa mới bắt đầu. Vạn năm qua, thế gian không người có thể dung chuyển thần quốc. Quá khứ là, bây giờ là vậy, tương lai cũng sẽ là. Cổ bảo bên trong, ma đế con gái thủ đoạn nhiều vô số kể, ma kỹ kinh người. Vô tận ma khí tựa như chính là nàng vũ khí. Diệp Thần không nhịn được cảm khái, huyết mạch và gen, thật định trước võ giả cả đời có thể đi bao xa. Nếu như ma đế con gái không bị khốn tại cái này hải ma, có lẽ, nắm trong tay ma tộc và cửu U, là cô gái này đi. Diệp Thần rất nhanh thu hồi suy nghĩ trong lòng. Đã có không thiếu khí tức cường đại tồn tại phun trào tới. Ý định giết người giống như cự thú cắn nuốt hắn. Diệp Thần trên người bất hủ thần thể, bộc phát ra kim quang sáng chói, thấy xông tới ba tên cường giả.
trong tay thú hủ kiếm, một kiếm quơ múa đi ra ngoài. Kiếm khí càn quét, kiến trúc bị cắt kim loại thành hai nửa, ba cổ thi thể rơi xuống ở ma trong biển. Một người nửa bước phong môn cảnh cường giả đi tới Diệp Thần trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái rìu lớn. Rìu lớn lóe hàn quang, bỗng nhiên chặt xuống. Diệp Thần tránh mũi nhọn, bóng người không ngừng lui về phía sau, một cây rìu chém vào hải ma phía trên, đưa tới sóng lớn mãnh liệt. Hải ma thần ở một bên lẳng lặng nhìn, hắn nô bộc đủ đối phó hai con kiến hôi. Liên tục không ngừng cường giả xông về Diệp Thần. Diệp Thần biết không có thể lại nương tay. Nơi đây ma khí đậm đà, ma đế dạy cho hắn thủ đoạn, đủ rồi đối phó. Mà xa xa ma đế con gái tự nhiên chú ý Diệp Thần bên này. Khóe miệng của nàng treo nụ cười nhàn nhạt. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần như thực lực này, cũng không phải là người của ma tộc, lại vẫn muốn cứu nàng. Thật là buồn cười. Nhưng là, một khắc sau, ma đế con gái diễn cảm thay đổi. Hống! Chỉ gặp Diệp Thần bóng người bỗng nhiên trở nên lớn, cả người tản ra kinh khủng sát khí, lan tràn ở bốn phía. Cửu U Tu La! Vật khổng lồ bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này hải ma thần hoàng tộc, lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, giống như con kiến hôi. Ở nơi này hải ma kêu gọi cửu U Tu La đơn giản là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ông, ở Diệp Thần sau lưng sáu cái cánh tay nâng lên, giống vậy đưa ra chỉ một cái. Thiên ma chỉ một cái. Vận dụng lục chỉ thúc dục phát, đây là Diệp Thần lần đầu tiên thử nghiệm. Cửu U Tu La bản thân cũng là ma. Thúc dục thiên ma chỉ một cái hoàn toàn không có vấn đề. Hải ma chu vi vạn dặm ma khí, tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể, hải ma sôi trào sóng lớn, trong hư không mây đen dày đặc. Oanh, oanh, oanh! Lục chỉ khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, nhắm ngay chung quanh cuốn tới cường giả. Hắn đầu ngón tay tạo thành một cái màu đen nhỏ vòng xoáy, ánh sáng màu đen đánh vào những cái kia hải ma cường giả thân thể. Đâm! Không gian cắt kim loại thành hai nửa, thiên ma chỉ một cái rơi xuống thời điểm, hải ma xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Những cường giả kia phát ra một tiếng hét thảm, cả người thân thể trực tiếp nổ. Ở hải ma vốn là không có tài nguyên, có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, đã đạt đến đỉnh đỉnh. Diệp Thần không chịu hải ma hạn chế, không chút kiêng kỵ, trừ hải ma thần trở ra, căn bản không sợ người bất kỳ. Làm nhiều cường giả như vậy rơi xuống một khắc kia, chung quanh hoàng tộc, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Bọn họ nhìn Diệp Thần ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi kinh hoàng. Cường giả như vậy đều đã bị trong nháy mắt giết, bọn họ xông tới vậy chẳng qua là chịu chết. Ma đế nữ nhi, nhìn Diệp Thần bóng người, mắt đẹp bây giờ thoáng qua vẻ kinh dị. Lúc nào, tinh khiếu cảnh võ giả có thể kêu gọi lớn mạnh như vậy cửu U Tu La? Thậm chí còn vận dụng cửu U Tu La phóng thích phụ thân thiên ma chỉ một cái. Thật là điên cuồng. Phải biết, thiên ma chỉ một cái lực lượng cũng không phải là vậy cường giả có thể tiếp nhận. Huống chi vận dụng lục chỉ. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần không cùng. Thậm chí trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hải ma thần nhìn Diệp Thần bóng người, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, trong tròng mắt thoáng qua một chút ánh sáng. Thần phục ta. Ban cho ngươi cao nhất lực lượng. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn hải ma một thần, khóe miệng toát ra một chút thần sắc giễu cợt. Muốn ta thần phục, ngươi còn chưa xứng. Tiếng nói vừa dứt, hắn cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Đến trước mắt mới ngưng, hắn căn bản không nhìn ra, hải ma thần thực lực, chỉ cảm thấy khủng bố. Bất quá, giờ phút này phơi bày ra, chỉ bất quá hải ma thần hư ảnh. Nếu như bản thể ở đây, Diệp Thần sợ rằng sẽ bị chỉ một cái cho trong nháy mắt giết. Nhưng là hư ảnh này, đỉnh hơn phong môn cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp, hắn có thắng cơ hội. Không biết tự lượng sức mình. Hải ma thần khinh thường cười một tiếng, chỉ một cái ngưng tụ, hải ma nước biển giống như sống lại như nhau, tạo thành từng cổ một vòng xoáy, quấn quanh ở Diệp Thần thân thể. Ma đế nữ nhi đi tới Diệp Thần trước mặt, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng phát hiện mình thân thể đã không thể nhúc nhích. Nàng linh hồn cũng sớm đã bán cho hải ma thần, thành là nô bộc. Nếu như hải ma thần nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể quyết định nàng sống chết. Như muốn sống mà nói, thần phục ta. Hắn coi trọng Diệp Thần tiềm lực,
nói không chừng có thể làm cho hắn từ cái địa phương quỷ quái này, thoát khốn đi ra ngoài. Diệp Thần trong tròng mắt lóe lên quật cường, dù là chết, cũng sẽ không thần phục người bất kỳ. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Hải Ma Thần cả người nhướng mày một cái, hắn nhìn ra, Diệp Thần trong xương cốt kiêu ngạo. Ông, ở Diệp Thần dưới lòng bàn chân, Hải Ma xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy quấn quanh ở Diệp Thần thân thể, không có vào đến trong nước biển mặt, Hải Ma Thần hư ảnh, vậy chớp mắt rồi biến mất. Làm Diệp Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện đã tới Hải Ma chỗ sâu nhất, hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trên một cây cột mặt, quấn vòng quanh Hải Ma Thần bản thể. Hắn thân thể quấn vòng quanh màu vàng kim xiềng xích, chỉ cần hắn nhẹ động một cái, sẽ xuất hiện màu vàng kim phù văn, tới chân áp hắn thân thể. Diệp Thần phát hiện, hắn thân thể không lúc nào đều ở đây nhỏ xuống màu xanh đậm máu loãng. Há chẳng phải là nói, toàn bộ Hải Ma, toàn bộ đều là bởi vì là máu hắn nước hình thành. Khó có thể tưởng tượng, Hải Ma Thần như thế nào có thể đủ sống sót đến hiện tại. Diệp Thần nghĩ tới ma chủ giao phó, liền mở miệng nói, ngươi chính là vậy vực ngoại ma thú. Hải Ma Thần lắc đầu một cái, không phải, chuyện này ngươi còn không có tư cách biết. Từ ngươi ra tay một khắc kia, ta liền cảm giác được thân thể ngươi ở giữa huyết mạch, tựa hồ áp chế ta. Mặc dù rất yếu, nhưng là loại cảm giác này sẽ không sai. Nếu như ta không đoán sai, ngươi lai lịch rất thần bí. Thậm chí và thần quốc có liên quan. Có thể áp chế ta huyết mạch, thế gian sẽ không vượt qua ba người. Diệp Thần khẽ cau mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi như không muốn thần phục ta, không bằng và ta làm một giao dịch. Hải Ma Thần vừa mở miệng, phát hiện chung quanh màu vàng kim phù văn lăn, xé rách hắn thân thể. Ta cho ngươi thời gian 5 năm, đánh bại Thiên Đạo Cung, giải cứu ta, như không đồng ý, mặc dù ta bị kẹt ở, nhưng là cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết ngươi. Thời gian 5 năm, đối với cường giả mà nói, chớp mắt rồi biến mất. Diệp Thần cũng không có mở miệng, hắn và Thiên Đạo Cung cũng có một ít thù oán. Sớm muộn có một ngày sẽ đứng ở Thiên Đạo Cung phía đối lập. Thời gian 5 năm, chân thực quá mức ngắn ngủi, dù là Diệp Thần cũng không có đem cầm, 5 năm sau có thể cùng Thiên Đạo giao thủ. 5 năm ta không có nắm chắc đánh bại Thiên Đạo, chỉ có thể hết sức mà là. Diệp Thần cũng không có đem lời nói đầy, một khi hắn đáp ứng sự việc, liền sẽ đem hết toàn lực làm được. Không thể hết sức, nhất định phải đánh bại hắn, ta hận. À, Hải Ma Thần, phát ra một tiếng giống giận gầm thét, màu vàng phù văn ngay tức thì chớp động, tới chân áp hắn hơi thở. Ở trên bầu trời, một đạo chấn thủ nơi này hư ảnh tựa hồ nhận ra được cái gì, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái khoảnh khắc bây giờ từ thương khung rơi vào Hải Ma chỗ sâu, màu vàng phù văn trong nháy mắt, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Ánh sáng rơi vào Hải Ma Thần trên thân thể mặt, không ngừng chảy ra màu xanh đậm máu loãng. Ha ha, dù cho ngươi hành hạ ta, cũng không thể giết chết ta. Giờ khắc này, Hải Ma Thần hoàn toàn trở nên có chút điên cuồng, thậm chí phong ma. Diệp Thần ở một bên lẳng lặng nhìn, kia sợ rằng muốn giải cứu ra Hải Ma Thần, dựa vào hắn thực lực trước mắt, như cũ không đủ. 5 năm, ta chỉ cho ngươi 5 năm. Hải Ma Thần chật vật đưa ra chỉ một cái, rơi vào Diệp Thần trong đầu. Lúc này Diệp Thần phát hiện, hắn trong đầu xuất hiện một đạo cấm chế. Ngươi nếu là ở thời gian 5 năm, không có tiêu diệt Thiên Đạo Cung, ngươi não biển cấm chế bên trong, liền sẽ tự động nổ. Diệp Thần cả người sắc mặt đổi được âm trầm, hắn ghét nhất uy hiếp, huống chi trong đầu xuất hiện một cái cấm chế. Tùy thời cũng có thể nổ, mình sinh mạng, không có ở đây mình nắm trong tay bên trong. Người phụ nữ kia linh hồn khế ước đã giải trừ, ngươi có thể mang nàng rời đi. Còn nữa, ta nếu muốn ngươi giúp ta, tự nhiên sẽ không để cho ngươi giúp không, trong cơ thể của ngươi còn cất giấu ta lưu lại một đạo lực lượng này, thời khắc mấu chốt, đủ cứu ngươi một mạng. Dĩ nhiên, nếu như 5 năm sau ta như cũ bị kẹt, lực lượng này đủ bóp chết ngươi. Hải Ma Thần tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần phát hiện mình thân thể lại không bị khống chế rời đi. Làm hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, đã tới cổ bảo bên trong. Hải Ma Thần hoàng tộc vốn là suy nghĩ cầm ma đế nữ nhi bắt trở về, nhưng phát hiện Diệp Thần bóng người đã xuất hiện.
Tình huống gì? Diệp thần lại vẫn còn sống. Bọn họ vốn là lấy là, Diệp thần bị hải ma thần mang đi, khẳng định không có thể sống rời đi, ai biết nhưng lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cút! Diệp thần lười được phản ứng bọn họ, đi tới ma đế trước mặt của con gái. Người linh hồn khế ước đã giải trừ, theo ta rời đi đi. Ma đế nữ nhi nhẹ khẽ gật đầu, nàng đã phát hiện linh hồn mặt cấm chỉ giải trừ. Hai người rời đi, hải ma thần hoàng tộc cũng không có ngăn trở. Nhiều cường giả như vậy đều đã tử vong, bọn họ xông tới, vậy chỉ bất quá chịu chết. Linh hồn khế ước giải trừ, nhưng là ma đế nữ nhi như cũ không thể ngự không phi hành. Diệp thần bắt tay nàng, mang nàng bay về phía hư không. Ma đế nữ nhi đã tìm được, tiếp theo chỉ còn lại sống lại ma đế. Chỉ bất quá muốn sống lại ma đế mà nói, cũng không đơn giản, mặc dù máu tươi đã bắt được, nhưng chỉ là dưới mắt sống lại ma đế bước đầu tiên. Dẫu sao hắc tinh thạch quan bên trong, ma đế gặp lại thân thể thời khắc mấu chốt, bởi vì vậy diệt thế kiếm, thất bại trong gang tấc. Từ hải ma bên trong đi ra, Diệp thần phát hiện trong hư không, hai đạo ác liệt hơi thở cuốn tới. Ừ, Diệp thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ quân ma trần còn chưa tuyệt vọng, sợ hắn không có chết ở ma trong biển. Làm hai đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, bọn họ ánh mắt thấy Diệp thần trong nháy mắt, toát ra một chút cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Lại có người tiến vào ma trong biển còn có thể bình yên vô sự đi ra. Điều này sao có thể? Hải ma nhưng là chân chính biển chết. Từ không người nào có thể từ bên trong đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.